chương 551, có người giới thiệu. Các ngươi là ai, lại dám tự tiện xông vào dược y cốc. Một tiếng gầm giận dữ được vang lên từ phía sau hòn đá, hai người đàn ông trung niên tầm hơn 30 tuổi đi ra ngay sau đó. Hai người đàn ông trung niên lại có thể cao đến hơn 2 mét, cả người cơ bắp giống như đổ bê tông cốt thép, tràn đầy cảm giác sức lực muốn phát nổ, nhìn thôi cũng làm người ta thấy sợ. Một tên đầu chọc, một tên để đầu đinh, bọn họ ra sức của tay, thần thái kiêu căng, không cảm thấy hổ thẹn chút nào với thủ đoạn đánh lén vừa nãy. Hơi thở mạnh mẽ dậy sóng phát tán ra từ cơ thể của họ, dường như có một hòn đá lớn đè trong lòng mọi người. Hai người này lại đều là cao thủ lớn của nội công đỉnh phong. Sắc mặt của ông Tô càng thêm trầm trọng vô cùng, nếu như là bình thường, với tu vi tông sư của ông ứng phó với hai nội công đỉnh phong, có thể nói là đến tay là bắt lấy được. Nhưng bây giờ họ vừa ra khỏi rừng rậm nguyên thủy, bất luận là thể lực hay tinh thần đều bị tiêu hao cực lớn, mà lúc nãy chặn hai cú cho Hà Đan Thông, vết thương cũng bị tái phát, thực lực lại bị hao tổn lần nữa. Bọn họ đối mặt với nội công đỉnh phong dưới trạng thái này, đã có chút giật gấu vá vai rồi. Hai vị là người của Dược Y Cốc, ông Tô để lộ ra hơi thở tông sư cảnh, sắc mặt bình tĩnh nói. Hai người đàn ông trung niên lạnh giọng hứ một tiếng, tên đầu chọc trong số đó nói, nói nhảm. Bọn ta đương nhiên là người của Dược Y Cốc, nếu không làm sao có thể ở đây. Ngược lại là các ngươi, bộ dạng đáng nghi, đến dược y cốc làm gì? Thành thật khai ra, nếu không đừng trách hai bọn ta vô tình. Hà Đan Thông lúc này đi ra từ sau lưng ông Tô, nói, hai vị, tôi tên Hà Đan Thông. Là nhà họ Hà ở Biển Nam, lần này đến dược y cốc để xin thuốc. Nhà họ Hà ở Biển Nam, xin thuốc, hai người đàn ông trao nhẹ mày, ánh mắt quét một lượt trong đám người, cuối cùng dừng ở trên người Hà Lung Linh và Hoa Tiểu Nam, Tuy là họ không có tu tập y thuật, nhưng cũng có thể nhìn ra được tình trạng sức khỏe của Hà Lung Linh thực sự không tốt. Đúng vậy, Hà Đan Thông nhàn nhạt trả lời. Có người giới thiệu, người đàn ông đầu chọc thu ánh mắt về, lạnh lùng hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. Tuy dược y cốc là môn phái y học cổ truyền trong truyền thuyết, nhưng vẫn giữ liên lạc với thế giới bên ngoài. Mấy người có tiền vì để tìm thuốc chữa bệnh, sẽ thông qua mấy người liên lạc này để đi vào dược y cốc mà dược y cốc cũng kiếm tiền thông qua thủ đoạn này mỗi lần trị bệnh dường như đều là giá trên trời cho dù là người có tiền bình thường cũng không chịu nổi nhưng cho dù là vậy vẫn có người không ngừng thử hà đan thông lấy ra một bức thư giao cho người đàn ông đầu chọc người đàn ông đầu chọc nhìn hai cái nhận lấy bức thư nói giấy giới thiệu không sai nhưng số lượng người ở đây không phù hợp với số lượng người được viết trên thư đã vượt quá hai người cho nên có hai người không thể vào được Đồng thời với lúc Hà Đan Thông thở ra một hơi, tầm nhìn không ngừng nhìn về phía Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam. Ông Tô, bao gồm cả những bảo vệ khác cũng cùng nhìn về phía hai người. Ý rất rõ ràng, hai người các ngươi chính là dư thừa, không thể đi theo chúng ta vào trong, ở lại đi. Chương 552, vừa hay cũng có ý này. Hơ hơ, ai ngờ được người đàn ông đầu chọc lại cười lạnh lùng nói, phương pháp chỉ có một. Anh ta đập đập ngực phát ra tiếng đập trống, đánh thắng hai bọn ta là có thể cho tất cả các người vào trong." Hà Lung Linh nghe thấy vậy, không ngừng nhìn về phía ông Tô đang đứng một bên. Ở đây võ lực của ông Tô là cao nhất, nếu ông Tô đồng ý ra tay thì vẫn có khả năng. Ông Tô cười khổ, lắc lắc đầu, khoan hẳn nói với trạng thái lúc này của ông có thể đánh bại hai người đàn ông nội công đỉnh phong trước mắt được hay không, cho dù là có thể, ông cũng không muốn vì hai người không liên quan mà đắc tội với dược y cốc. Đường Tuấn Cô Hoa, phiền hai người đợi ở đây một lát. Đợi chúng ta xin được thuốc trong dược y cốc, sau khi chữa khỏi bệnh của cháu gái, chúng ta sẽ lại ra đây đón các người cùng rời khỏi. Hà Đan thông kéo Hà Lung Linh từ người Hoa Tiểu Nam qua. Ông nội, nước mắt của Hà Lung Linh có chiều hướng sắp rơi. Yên tâm đi, ở ngoài dược y cốc, bọn họ sẽ không có chuyện. Hà Đan thông thở dài. Nói xong, lập tức kéo mạnh Hà Lung Linh đi vào trong ông tô và những người bảo vệ khác đi theo sau lúc mấy người bảo vệ đi ngang qua người đường tuấn nét mặt cười cợt và xem thường trong đó có một giọng nói nhỏ tôi muốn xem tên họ đường này mạnh như thế nào đến cuối cùng không phải vẫn bị chặn ngoài hẻm núi không vào được chỉ tội nghiệp thần y hoa anh đường hoa tiểu nam đi đến bên đường tuấn đường tuấn xoa xoa đầu hoa tiểu nam dịu dàng nói yên tâm dược y cốc nhỏ bé làm sao chặn được anh mọi người nghe thấy vậy trong lòng không ngừng lộ ra tâm tình cười cợt. Người này không phải là điên rồi sao, lại có thể kiêu căng đến mức độ này. Hứ, người đàn ông đầu chọc nghe thấy vậy, ánh mắt bỗng nhiên nheo lại, nhả ra một tiếng từ sâu trong âm mũi. Nếu dược y cốc không ngăn được ngươi, vậy thì thử xem. Người đàn ông để đầu đinh cong lên nụ cười chế giễu, hai tay ôm ngực, âm thanh quái lạ nói. Đường Tuấn nhàn nhạt cười, bước ra một bước, đưa hoa tiểu nam giấu sau lưng, bình tĩnh nói, vừa hay cũng có ý này. Được, người đàn ông đầu chọc tức giận cười, tên nhóc to gan, không biết đã bao lâu rồi mới có người dám láo sược ở dược y cốc. Đường Tuấn, anh điên rồi hả? Mấy người Hà Lung Linh cũng bị tình hình này dọa ngây ra, hét lên với Đường Tuấn, anh muốn chết, cũng đừng làm liên lụy tiểu nam. Ông Tô lạnh lùng cười, cậu nhóc này không phải thật sự xem mình là cao thủ võ đạo chứ? Đây là hai cao thủ võ đạo của nội công đỉnh phong không phải là những bảo vệ biết chút chiêu ở bên ngoài. Những tên bảo vệ khác mang theo dáng vẻ xem kịch vui, tên nhóc này quá điên cuồng, cứ để hai người dược y cốc dậy dỗ thật tốt. Đường Tuấn lắc lắc đầu, nhìn hai người đàn ông, hỏi chỉ cần đánh bại các anh là có thể vào dược y cốc. Đương nhiên, người đàn ông đầu chọc lạnh lùng cười nói, chỉ sợ là mày không có bản lĩnh này. Trường 553 chẳng lẽ tên này lại là một tên ngoài mạnh nhưng trong thì khô quát. Vừa dứt lời, người đàn ông đầu chọc lập tức ra tay vận chuyển nội công cơ bắp của anh ta bỗng nhiên căng cứng phát ra âm thanh kéo kẹt kéo kẹt đáng sợ tên nhóc xem tao một cú đấm mày thành thịt vụn đây người đàn ông đầu chọc tức giận nói cú đấm đấm từ trên cao xuống đầu của đường tuấn anh ta không cao hơn đường tuấn bao nhiêu lần này có một bóng dâm lập tức bao lấy đường tuấn giống như từ trên trời rơi xuống cú đấm này anh ta không giữ tí sức này đến cả tông sư cũng phải nghiêm túc đỡ lấy ai cậu nhóc này chết chắc rồi người trẻ tuổi không có bản lĩnh sao cứ phải cố khoe tài ông tô thấy vậy trong lòng thầm thở dài tâm tình của những người khác cũng vô cùng phức tạp nổi nóng vì đường tuấn không biết tự lượng sức cũng có chút đồng cảm với hoa tiểu nam đường tuấn nhìn cũng không nhìn anh tiện tay trưởng ra một cú nhận lấy cú đấm từ phía người đàn ông đầu chọc cú trưởng này nhìn có vẻ yếu đuối dường như đến cả con ruồi cũng không đánh chết được tất cả mọi người đều nghiêng đầu nhẹ, không nhẫn tâm nhìn một màn tàn nhẫn tiếp theo. Bùm! Cú đấm và cú trưởng chạm nhau. Nụ cười lạnh trên khóe miệng của người đàn ông đầu chọc cứng đơ, cả người lập tức bị đánh bay ra xa. Người đàn ông đầu chọc giống như tảng đá lớn đập lên trên vách núi, lực trùng kích đáng sợ tác động vào trên người anh ta tạo thành một cái hố sâu trên vách núi. Đây, tất cả mọi người đều há to miệng, trên mặt tràn đầy vẻ không dám tin. Người gác cửa của dược y cốc vừa rồi còn vô cùng phách lối, lại bị đường tuấn dùng một tay đánh bay. Chẳng lẽ tên này lại là một tên ngoài mạnh nhưng trong thì khô quát. Một ý niệm kỳ quái hiện lên trong đầu đám người Hà Đan Thông. Bọn họ tình nguyện tin rằng thực lực của tên đàn ông này là giả, cũng không tin tưởng thực lực của Đường Tuấn lại mạnh mẽ đến đáng sợ như vậy. Bởi vì điều này quả thực làm sụp đổ tưởng tưởng của bọn họ. Trước đây Đường Tuấn trong mắt bọn họ là dáng vẻ gầy gò yếu đuối, ngay cả con chuột cũng đánh không chết, nhưng hiện giờ chỉ một cái tát mà có thể đánh bay được người giữ cửa mạnh mẽ của dược y cốc, nói ra ai có thể tin tưởng. Đặc biệt là mấy người hộ vệ kia, trên mặt tràn ngập vẻ hoảng sợ và ngơ ngác. Bọn họ nhớ lại lúc trước vũ nhục Đường Tuấn, còn nói Đường Tuấn không có bản lĩnh, thực lực không đủ. Thế nhưng hiện giờ hành động mà Đường Tuấn làm quả thực là đang tát vào mặt mấy người sống sờ sờ là bọn họ. Nếu như Đường Tuấn mà có lòng muốn trả thù, vậy thì bọn họ thật sự gặp phải tai họa chương 554, bế quan luyện thuốc. Hoa tiểu nam lại nâng cầm, trên mặt tràn đầy vẻ kiêu ngạo, nhìn đám người hà đan thông, tựa như đang nói, nhìn đi, anh đường của tôi rất lợi hại. Lộp bộp, người đàn ông đầu chọc bò từ trong hố sâu trên vách núi ra ngoài, trên người anh ta hoàn hảo không có thương tổn gì, vậy mà lại không có bất cứ vết thương nào. Người đàn ông đầu chọc nhìn về cái hố sâu trên vách núi phía sau, khóe miệng run rẩy, thầm nói, đánh cách núi thật lợi hại, tu vi người này quả thực là kinh khủng, lại có thể luyện tập đến cảnh giới ẩn giấu chân khí không phát ra ngoài, sợ rằng đã cách thần hải không xa. Vừa rồi mình lại còn muốn ngăn cản người này, thật là không muốn sống nữa. Anh không sao chứ, người đàn ông đầu cua đi tới, hỏi. Người đàn ông đầu chọc lắc đầu một cái, toàn bộ uy lực một trưởng kia của đường Tuấn đã thông qua thân thể của anh ta mà đánh vào trên vách núi. Ngoại trừ trông anh ta có hơi chật vật một chút ra thì không có bất cứ nội thương cùng ngoại thương nào. Hai người chúng ta liên thủ lại chặn anh ta, cho dù anh ta có là cảnh giới tông sư thì cũng không thể ngăn được. Người đàn ông đầu cua hung tận nói. Cho dù chỉ là một người giữ cổ của, của dược y cốc thì trong xương cũng có sự kiêu ngạo vô cùng. Nhìn đồng bạn của mình bị một người dùng một trường đánh bay, người đàn ông đầu cua cũng cảm thấy vô cùng mất mặt, phải liên thủ tìm lại mặt mũi. Không thể, người đàn ông đầu chọc vội và ngăn cản anh ta, thấp giọng nói tu vi người này đã thông thần nhập hóa không phải người chúng ta có thể ngăn cản. Một chiêu vừa rồi của Đường Tuấn rõ ràng là đã nương tay, nếu như bọn họ thật sự chọc giận một người kinh khủng như vậy, chỉ sợ sẽ phải chết ngay tại chỗ rồi. Thông thần nhập hóa, có đáng sợ như vậy sao? Trên mặt người đàn ông đầu cua tràn đầy vẻ khó hiểu. Bây giờ tôi đã có tư cách tiến vào dược y cốc chưa? Thanh âm nhàn nhạt của Đường Tuấn bỗng dưng truyền đến, ngay cả hơi thở cũng không chập chờn tựa như người mới vừa đánh ra một kích kia là người khác chứ không phải anh. Người đàn ông đầu chọc vội vàng xoay người, cung cung kính kính mà cúi người với Đường Tuấn, nói đương nhiên có thể. Tu vi của anh vô cùng mạnh mẽ, hai người chúng tôi không ngăn được anh, vừa rồi là hai anh em tôi đường đột. Đường Tuấn lắc đầu, cũng không làm khó dễ bọn họ. Anh có thể nói ra tên của mình hay không, tới dược y cốc làm gì? Người đàn ông đọc chọc có thân mình cao lớn thô kịch, nhưng nội tâm sành sỏi hơn đồng ban nhiều lắm cũng thức thời hơn rất nhiều tôi tên đường tuấn tới dược y cốc coi như là xin thuốc đi đường tuấn trầm ngâm nói người đàn ông đầu chọc khẽ gật đầu cũng không có kinh ngạc chẳng qua là giải thích gần đây cốc chủ của chúng tôi và các vị trưởng lão đang bế quan luyện thuốc làm phiền anh tiến vào trong cốc nghỉ ngơi mấy ngày trước chúng tôi sẽ lập tức bẩm báo lên bế quan luyện thuốc đường tuấn khẽ nhíu mày vậy tôn khanh thì sao tôn khanh Người đàn ông đầu chọc ngẩn ra, chợt kinh ngạc nói, anh nói là thiếu cốc chủ của chúng tôi sao? Ừm, Đường Tuấn nói. Trên mặt người đàn ông đầu chọc lộ ra vẻ mặt trịnh trọng, nói, thì ra anh là bạn của thiếu cốc chủ. Là như vậy, khoảng thời gian trước, sau khi trở về thiếu cốc chủ của chúng tôi đã bế quan, chuẩn bị đột phá cảnh giới chân khí, lần này sợ là anh không gặp được anh ta. Chương 555, thật sự có trận pháp thần kỳ như vậy. Đường Tuấn gật đầu, kéo hoa tiểu nam đi vào bên trong thung lũng. Mấy người hà đan thông liếc mắt nhìn nhau, sau đó cũng đi theo. Đến khi bóng dáng mấy người đường tuấn biến mất trong thung lũng, người đàn ông đầu chọc mới nặng nề thở ra một hơi, quần áo sau lưng đã bị mồ hôi thấm ướt. Mới chỉ nói chuyện cùng đường tuấn mà anh ta đã có cảm giác tính mạng của mình bị người khác nắm trong tay, tùy thời có thể bỏ mạng tại chỗ. Lý Tam, vậy tiếp theo phải làm thế nào? Người đàn ông đầu cua có chút không cam lòng nói, không nghĩ tới người này lại là bạn bè của thiếu cốc chủ, đến lúc đó nếu bị truy cứu tới, sợ rằng hai chúng ta không có quả ngon để ăn. Người đàn ông đầu chọc, Lý Tam, trầm tư trong chốc lát, trầm giọng nói, thân phận của người này hẳn là không đơn giản như vậy, sợ rằng là địch chứ không phải bạn. Nếu như anh ta thật sự là bạn của thiếu cốc chủ thì thôi, nếu như không phải, hừ. Cho dù tu vi của anh ta có lợi hại thì cũng đừng nghĩ làm càn ở dược y cốc ta. Người đàn ông đầu cua liên tục gật đầu. Đoàn người Đường Tuấn đi tới cuối thung lũng, chỉ thấy từng tòa cung điện trang hoàng lộng lẫy khí thế được xây dựng san sát nhau, cung điện rộng lớn nguy nga tọa lạc ở khắp mọi nơi. Nơi này tựa hồ không phải chỗ sâu trong rừng rậm nguyên thủy, mà là một khu biệt thự bí mật trong rừng của hoàng gia. Chỗ này cũng quá khí phái rồi đó. Mấy người Hà Lung Linh bị Đường Tuấn dọa sợ, trên đường đi cũng không dám nói nhiều. Lúc này thấy cảnh tượng nguy nga to lớn như vậy thì rốt cuộc cũng không nhịn được lên tiếng, dãy nhà lớn như vậy, tại sao chưa bao giờ thấy trên bản đồ. Anh Tô ở một bên nhìn Đường Tuấn một cái, nói, nghe nói bốn phía dược y cốc có một trận pháp rất lớn, có thể che giấu được dược y cốc, khiến nó không bị người bên ngoài phát hiện. Thật sự có trận pháp thần kỳ như vậy, trên mặt Hà Lung Linh tràn đầy vẻ không tin, cách nói này đã vượt ra khỏi phạm vi kiến thức của cô ta. Anh Tô nghiêm túc gật đầu một cái, nói thời Tam Quốc, khi ra cát lượng bầy trận bát quái còn có thể vây khốn mấy chục ngàn đại quân, truyền thừa của dược y cốc quả thực rất xa xưa, rất nhiều những đồ vật đã thất truyền ở bên ngoài đến giờ vẫn còn cất giữ. Trí tuệ của người đi trước không phải thứ ta có thể suy đoán được, giống như võ đạo, phần lớn những người ở bên ngoài có ai lại nghĩ nó thật sự tồn tại. Lúc này Hà Lung Linh mới miễn cưỡng gật gật đầu, chẳng qua trong mắt vẫn chất chứa rung động. Ở một cái đình cách mấy người không xa có hai cô gái ăn mặc đẹp đẽ, dáng vẻ thanh tú đang đứng đó. Lúc này các cô cũng nhìn thấy mấy người Đường Tuấn đi về phía mấy người. Vẻ ngoài của hai cô gái cũng rất nổi bật, có ngoại hình đẹp hơn hẳn người bình thường, chỉ có điều là cả hai đều bị câm, không thể nói chuyện được. Hai cô gái đưa Đường Tuấn đến một khu phòng nghỉ khác rồi đi khỏi đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền chương 556, chẳng lẽ thực lực của anh ta còn mạnh hơn ông sao? Nói xong, anh ấy nắm lấy hoa tiểu nam đi khỏi đó, dáng vẻ hoa tiểu nam trông rất mệt mỏi, chỉ còn lại nhà họ hà, ngài tô và những người khác ở đó. Ông chủ, tên này kiêu ngạo quá, anh ta chỉ được cái võ công cao cường thôi mà. Với lại, trước đó chúng ta cũng đâu hề làm gì anh ta, hơn nữa, bây giờ anh ta cũng đã tới dược y cốc này rồi. Mà tại sao anh ta cứ lại làm vẻ mặt khó ưa đó với chúng ta? Đúng đấy, kiểu người giống như anh ta, nếu ở ngoài đời là đã bị bắn chết bỏ từ lâu rồi. Phó công nội lực thâm hậu thì đã sao? Hơn nữa, phó công của ngài tôi còn ghê gớm hơn anh ta mấy chục lần. Thế thì anh ta vênh váo cái gì? Nhìn thấy Đường Tuấn đi khỏi đó, vài người vệ sĩ tỏ vẻ tức giận. Nội công mà Đường Tuấn đánh ra vừa rồi khiến bọn họ sợ hết cả hồn, chắc chỉ còn cách ra vẻ tức giận này mới bớt áp lực ám ảnh cảnh tượng ban nãy. Hà Đan Thông cũng không có ý trách móc những người vệ sĩ này, con người biết sợ là chuyện bình thường. Anh lại quay sang nhìn ngài Tô đang ngồi trên ghế, nghiêm nghị nói: "Ngài Tô, ông nghĩ sao?" Ngài Tô hơi trầm tư suy nghĩ, rồi thở dài, nói: "Tôi không tính toán được anh ta thâm hậu cỡ nào." Hà Đan Thông giật mình, thất thanh nói: "Chẳng lẽ thực lực của anh ta còn mạnh hơn ông sao?" Ngài Tô lắc đầu nói không hề đắn đo, không thể nào đâu. Cậu ta cùng lắm cũng 30 tuổi mà tu luyện được chân khí thì cũng chắc do cơ duyên nghịch thiên mà thôi. Nếu như xét về thực lực, chắc cũng chỉ ngang bằng với thời tôi còn trẻ. Cậu Hà, cậu đừng lo lắng, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là tôi có thể hồi phục lại toàn bộ sức lực. Cậu không cần phải nhìn vẻ mặt của cậu ta mà sống nữa. Nhưng mà, bây giờ, cậu vẫn nên cố gắng đừng làm phật lòng cậu ấy. Lúc này Hà Đan Thông mới thở vào nhẹ nhóm, quát tháo mấy tên vệ sĩ, các người có nghe thấy ngài tôi nói gì chưa? cố gắng đừng chọc giận anh ta, nếu không thì đừng trách tôi không nương tay. Mấy tên vệ sĩ chỉ đành gật đầu. Cậu đừng lo, chỗ này là Dược Y cốc, cậu ta không dám làm càn đâu. Theo tôi biết thì, ở Dược Y cốc này, chỉ mới tính cấp bậc cao thủ tông sư thôi là đã có hơn 10 người, thậm chí còn có cao thủ cảnh giới thần hải cũng đang ở đây tu luyện. Nếu cậu ta dám làm càn, không cần tới phiên cậu dạy dỗ, thì người của Dược Y cốc cũng đủ khiến cậu ta đứng ngồi không yên. Ngài Tô Thờ Ơ nói như chẳng có gì to tát, ông như hiểu thấu tâm tư của mấy người bọn họ. Lúc này Hà Đan Thông mới cảm thấy yên tâm, điều anh sợ nhất chính là, tuy đường Tuấn cứ luôn miệng nói mình không thèm đếm xỉa đến chuyện đó, nhưng anh lại ngấm ngầm trả thù. Chẳng khác gì mấy người thế giới bên ngoài, nếu anh ta chết trong im lặng ở đây, thì có lẽ sẽ không ai biết. Anh có gia tài lên ở đây đến hàng trăm tỷ, chẳng việc gì phải chống lại hay đối đầu với kẻ tiểu nhân như đường Tuấn. Anh đường, Nơi này lớn quá, phong cảnh cũng rất đẹp. Hoa Tiểu Nam mở cửa sổ phòng, cô nhìn thấy một hồ nước cách đó không xa. Lúc này trăng đã lên cao, ánh trăng dịu mát buông xuống mặt hồ lung linh, cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Ở ven hồ, xây dựng hơn chục gian phòng cabin, nếu nói về phong cảnh thì nơi này hơn hẳn biệt thự số 1 ở công viên xanh. Ánh mắt Đường Tuấn cũng hướng nhìn về phía hồ nước, trong mắt anh trông có vẻ trầm tư và hơi bất ngờ. Anh khẽ nhắm mắt lại, vận động luồng chân khí lưu thông trong cơ thể, cảm nhận xung quanh bằng tâm trí của mình. Anh lập tức phát hiện nguồn nguyên khí ở đây dày đặc gấp đôi thế giới bên ngoài, nếu anh luyện võ ở đây chắc chắn sẽ thu được kết quả gấp đôi. Tâm thức của anh càng gần mặt hồ, anh càng cảm nhận được luồng nguyên khí càng tỏa ra mạnh mẽ. chương 557 Anh nhập định hai lần, tinh thần lực của anh ta đã trở nên mạnh hơn hầu hết các tông sư, anh có thể sử dụng tinh thần lực của mình khám phá môi trường xung quanh thậm chí khi nhắm mắt, cuộc sống bình thường và mọi hành động của anh cũng chẳng bị ảnh hưởng bởi bất kỳ tác động xấu nào. Đây là điều kỳ diệu bất ngờ khi nhập định, nhìn thế giới bằng tinh thần lực còn tường tận hơn nhiều so với khi nhìn thế giới bằng mắt thường. Để tu luyện võ thuật thì phải tu luyện bằng chân khí và thể chất thân thể, mà trong y thuật gọi là tinh thần lực. Tinh thần lực càng được tu luyện đến cảnh giới cao, càng có đủ mạnh để điều khiển đồ vật từ không trung. Đạo gia gọi là rời non chuyển núi bằng tinh thần lực cũng có tác dụng giống như nhập định vậy. Thảo nào có nhiều tông sư võ đạo sẵn sàng đến dược y cốc để nhậm chức cung phụng đến thế. Đường Tuấn mở mắt ra, cảm động nói, có được nguồn tài nguyên độc nhất vô nhị có ích cho việc tu luyện như vậy, thảo nào đây đúng là nơi mà nhiều cao thủ cảnh giới chân khí tông sư đều mơ ước. Đường Tuấn đang định thu hồi tinh thần lực, nhưng đúng lúc này, một tiếng khịt mũi lạnh lùng vang lên trong thần thức của anh, hú. Là kẻ nào to gan dám dò thám dược y cốc? khi giọng nói đó vang lên bỗng có một tia sấm sét lóe sáng trong khoảng không cùng lúc đó một luồng linh lực mạnh mẽ hóa thành một thanh kiếm sắc bén chĩa thẳng hướng đường tuấn đường tuấn vội tập trung linh lực của mình thành một quả cầu biến nó thành một tấm lá chắn rồi ép thanh kiếm linh đó xuống bùng 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 trong khoảng không đột nhiên vang lên vài tiếng sét pha chạm bị đè nén thêm vài gợn sóng giao động mạnh mẽ lan rộng khiến ai chứng kiến cũng phải sợ hãi sau khi đường tuấn ra đòn anh liền rút tinh thần lực lại đồng thời vận lưu hàn khí trong đan điền của anh ra ngoài điều hòa lại mọi luồng khí trong cơ thể anh lại luồng tinh thần lực đó không tìm được mục tiêu do so dự một lúc sau mới lấy đi mất người đường tuấn khẽ run dung hợp uy lực trong cuộc chiến đấu vừa rồi ánh mắt anh càng trở nên trầm tĩnh uy nghiêm anh hướng mắt nhìn mấy chục gian nhà gỗ nhỏ ven hồ Luồng tinh thần lực chống lại anh khi nãy hình như tỏa ra từ một trong số những gian nhà gỗ kia. Cho dù người tấn công anh vừa rồi không phải là cao thủ cảnh giới thần hải đi chăng nữa, suy cho cùng người đó cũng sắp đạt đến cảnh giới thần hải rồi. Dược y cốc đúng là không thể xem thường, lai lịch người uyên thâm này đúng thực xứng với lời đồn ngàn năm của danh phái Y môn cổ xưa. Đường Tuấn hồi phục lại trong chốc lát, rồi thầm nghĩ. Khi Đường Tuấn giao đấu với tinh thần lực không rõ lai lịch kia, một tiếng sấm bị dồn nén bóp nghẹt nổ ra trong khoảng không. Ngài Tô đang ngồi xếp bằng ở một trong những gian phòng gỗ kia chợt mở mắt ra, ánh mắt ông đầy áp sự sợ sệt và kinh hãi. Vừa nãy chẳng lẽ mình đang giao đấu với cao thủ cảnh giới thần hải sao? Ngài Tô lẩm bẩm, là một cao thủ cảnh giới tông sư, ông có thể cảm nhận được luồng uy lực tiềm ẩn vừa rồi. Chủ nhân của hai sức mạnh tinh thần đó, bất kỳ ai trong số họ đều có thể giết chết ông một cách dễ dàng. Đối mặt với loại sức mạnh tinh thần đó, ông ta thậm chí còn có ý nghĩ buông xuôi. Một cuộc giao đấu tinh thần lực nguy hiểm hơn một cuộc giao đấu ngoài đời, bởi vì nó dễ dàng lấy đi mạng người trong chớp mắt. Đây là lý do tại sao đạt cảnh giới nhập thần lại khó hơn đạt cảnh giới thần hải. Chương 558. Lúc này, một bóng người to lớn khỏe mạnh cũng đang bước đến gần bờ hồ. Đầu tóc anh ấy cạo trọc, không có tóc nào, dáng người cao hơn 2 mét đây chính là người đàn ông chọc đầu mà đường tuấn đã chạm trán bên ngoài dược y cốc tên là lý tứ chỉ có điều lúc này lý tứ không còn vẻ mặt kiêu ngạo nghênh ngang như lúc trước anh ta hơi khom lưng sải bước cúi đầu nhìn mũi chân đang bước đi trông tư thế dáng người anh ta lúc này cực kỳ tôn nghiêm anh cố gắng bước đi nhẹ nhàng nhất có thể có vẻ như anh ta sợ rằng nếu mình bước chân của mình mạnh hơn một tí sẽ làm ồn ào đến những người chủ đang cư ngụ trong những ngôi nhà gỗ bên hồ kia tim anh cứ đập liên hồi thấp thỏm anh đi tới một gian nhà gỗ nằm ngay chính giữa những gian nhà gỗ khác lý tứ bèn dừng lại cách đó năm thước anh lại khom người xuống một chút nữa rồi anh lên tiếng anh nói với một giọng điệu vô vàn kính cẩn chủ nhân hôm nay có người đến dược y cốc để xin thuốc tuy gian nhà gỗ đang đóng cửa nhưng lý tứ biết người bên trong ấy có thể nhìn thấy mình cho nên anh càng tỏ ra cung kính hơn xin thuốc sao một chuyện còn con như vậy thì còn đến bẩm báo với tôi làm gì một giọng nói trầm thấp vang vào tai lý tứ đúng lúc đó lý tứ như bị một chiếc búa gỗ vô hình gõ mạnh vào đầu cả người anh lập tức cảm thấy choáng váng lý tứ càng cúi người xuống thấp hơn rồi nói bẩm có một người là đột nhập vào đây anh ta hiện đang ở trong phòng tiếp khách giọng nói của người bí ẩn kia im lặng một lúc sau đó bình tĩnh nói tôi biết rồi tôi sẽ chú ý lý san khẽ gật đầu sau đó lui về phía sau vài bước rồi mới lui ra khỏi khu vực mặt hồ và gian nhà gỗ. Bên trong gian nhà gỗ đó, là một cụ già đang ngồi tư thế xếp bằng vững chãi. Ông không phải đang ngồi trên ghế, mà ngồi lơ lửng trong khoảng không. Hai chân ông xếp bằng, ông ngồi với tư thế kiết già, thân người ông không hề có một chút run rẩy nào. Không ai có thể cảm nhận được bất kỳ một nguồn nội lực hay chân khí nào đang lưu chuyển trong cơ thể ông, cả người của ông vững chãi giống như ngọn núi, hấp thụ mọi thứ vào trong người. Gương mặt của ông ấy già nua héo hon, những nếp nhăn trên khuôn mặt của ông hệt như lớp vỏ cây trải qua muôn vàn mưa gió, hẳn rõ dấu vết của thời gian. Đôi lông mày của ông rất dài, khẽ run, như thể đó là hai cây bút lông đang viết một bài văn sớ trong hư không. Ôi dào, ông già thở dài, hai chân ông thả lỏng trên mặt đất, cau mày, lẩm bẩm nói, đường hạo nói đúng, cảnh giới thần hải được ép buộc tu luyện ra bằng phương pháp bí mật này còn tồn tại rất nhiều điểm thiếu sót. Tôi đã nghiên cứu gần cả 10 năm, Thế mà công lực của tôi vẫn không có một chút tiến bộ nào. Không ngờ sức mạnh tu luyện võ thuật của anh ta cũng tầm thường thôi, nhưng quan điểm nhận thức lại sâu rộng như vậy, thật đúng là xứng đáng với danh vị y thánh. Ông lão đi đến bên khung cửa sổ gỗ, ánh mắt ông trầm tư nhìn mặt hồ một lúc, rồi ông nhìn về phía những gian nhà gỗ gần đó, tự nhủ đã nhiều năm trôi qua như thế. Người đầu tiên là Đường Hạo, bây giờ rốt cuộc cũng có thêm một người đột nhập vào dược y cốc rồi. Ha ha. Người này chắc hẳn chính là người vừa mới giao đấu với ông từ đây rồi, tinh thần lực rất mạnh, đúng là có bản lĩnh đột nhập vào được Dược Y Cốc. Ông thở dài, ngước nhìn vầng trăng lạnh lẽo trên bầu trời, như thể ông đang hồi tưởng về chuyện nào đó trong quá khứ. Ngày hôm sau, Đường Tuấn và Hoa Tiểu Nam vừa mới ăn tối xong, họ đi cùng Hà Đan Thông, Hà Lung Linh và ngài Tô đi dạo quanh phòng tiếp khách. Bọn họ đều là những người đến Dược Y Cốc này lần đầu tiên, nên đều cảm thấy rất hứng thú với mọi thứ trong cốc. Chương 559, đây là nhà chính hành y. Hoa Tiểu Nam nhẻn miệng cười gượng gạo, nói, bệnh này của tôi ngay cả anh Đường cũng không thể chữa khỏi, nên có lẽ cũng không có cách nào chữa khỏi được. Vẻ mặt của Hà Lung Linh cứng đờ, cô liếc nhìn Đường Tuấn lúc này đang sải bước phía sau ông nội, y thuật của anh ta thậm chí còn không bằng Tiểu Nam, vậy làm sao anh ấy dám chẩn đoán bừa bãi như vậy? Các người là ai, ai cho phép các người đi lung tung trong dược y cốc thế? Đúng lúc đó một tiếng quát vang lên trước mặt bọn họ. Vài đệ tử mặc đồng phục Dược Y Cốc xuất hiện trước mặt Hoa Tiểu Nam, dáng vẻ họ rất kiêu ngạo, khuôn mặt lạnh lùng đứng nhìn mọi người, ai cũng nhìn bọn họ với ánh mắt thù địch. Hà Đan thông vội vã bước về phía trước, ôn tồn giải thích danh tính của mọi người. "Đến xin thuốc sao?" Vài tên đệ tử của Dược Y Cốc nghe thấy thế, sắc mặt bọn họ càng tự kiêu, như thể bọn họ là hoàng đế đang nhìn một người ăn mày hàng năm có rất nhiều người giàu có lại có quyền thế đến dược y cốc xin thuốc, lâu dần, ngay cả những đệ tử tầm thường của dược y cốc cũng nghênh ngang xem thường những người đến xin thuốc, làm như họ cảm thấy thân phận của người xin thuốc thấp hơn họ gấp ngàn lần vậy. Đây là nhà chính hành y, đây không phải là nơi mà người muốn đến là đến được. Một trong những đệ tử đó hét lên, với một giọng điệu lạnh lùng và không chút tình cảm gì. Hà Đan Thông cũng là một người có địa vị bên ngoài, nhưng giờ lại bị dậy đời như thế, anh cảm thấy hơi bực mình, nhưng anh cũng không dám cãi lại câu nào. Mà anh chỉ khẽ gật đầu nhìn mấy tên đệ tử của Dược Y Cốc, rồi kéo Hà Lung Linh đi khỏi đó. Lúc này Đường Tuấn cũng đi tới bên cạnh Hoa Tiểu Nam, định đi khỏi đó, nhưng bỗng ánh mắt của anh vô tình bắt gặp một thứ gì đó ở trong nhà chính hành y xây giống như cung điện này, thì bước chân của anh bỗng dưng dừng lại. Đó là một tấm bia đá mô tả đại khái quá trình thành lập của dược vương cốc và cũng ghi chép sự đóng góp của dược vương cốc trong việc kế thừa y học cổ truyền ở việt nam mặc dù cách viết có hơi khoe khoang nhưng đó là sự thật dưới đáy tấm bia đá này còn có ghi chép về một số người giàu có và quyền lực đã đến dược vương cốc xin thuốc vào hai năm trước cũng như một số dược sĩ y học cổ truyền từng đến đây thách thức quyền lực của dược y cốc tuy nhiên những dược sĩ y học cổ truyền này đều bị dược y cốc mệnh danh là lang băm nhưng điều thực sự thu hút sự chú ý của Đường Tuấn chính là một dòng chữ trên đó, bác sĩ lang băm Đường Hạo tự nhận là một vị y thánh, mà thách thức dược y cốc, thách đấu năm hiệp thì cả năm hiệp đều thất bại, cuối cùng cốc chủ Tôn Vân Hoa thông cảm bỏ qua, để anh ta đi khỏi cốc. Này, cậu nhóc, cậu đang nhìn gì vậy?" một giọng nói khó chịu đứng trước mặt Đường Tuấn, rõ ràng là bọn họ thấy ánh mắt của Đường Tuấn. Đường Tuấn chỉ vào đáy bia đá lạnh lùng nói, gọi tất cả những người dược sĩ y học cổ truyền đến thách thức y thuật của dược y cốc là thầy lang băm, vậy chẳng lẽ chỉ có dược y cốc các người mới là chính thống sao? Thật nhảm nhí, người mới nói câu đó nhếch môi cười chế giễu, nói, đương nhiên dược y cốc mới là dòng y học cổ truyền chính thống, trừ chúng tôi ra, những người khác đều là lang băm. Nếu không thì các người lại đến đây xin thuốc để làm gì? Chẳng phải các người cũng cho rằng y học ở thế giới bên ngoài kém hơn chúng tôi sao? Đường Tuấn lắc đầu, nói theo tôi biết, y thánh đường hảo đã thu phục được rất nhiều đệ tử của dược y cốc nhờ tài y thuật của mình, thế tại sao các người không ghi lại sự thật đó? Chẳng lẽ dược y cốc các người lại đổi trắng thay đen như thế sao? chương 560, dám vô lễ với bọn tao. Mau cút đi, đừng ở chỗ này chướng mắt, lại có người hô to với đường Tuấn. Mấy học trò dược y cốc tôi một câu anh một câu, hoàn toàn không cảm thấy bản thân bọn họ đang đảo lộn trắng đen, vẫn còn bày ra dáng vẻ kiêu ngạo ông đây vô địch thế giới sắc mặt đường tuấn nhanh chóng trầm xuống như thể đây là điềm báo của một cơn bão dữ sắp xuất hiện đám học trò dược y cốc kia sỉ nhục y học cổ truyền sỉ nhục ông nội đường hạo mà anh kính trọng nhất ở trước mặt anh như vậy làm sao anh không nổi giận thậm chí anh đã thật sự muốn giết người thật sự muốn giết chết tất cả đám người đáng hận này thấy đường tuấn lộ ra vẻ mặt dữ tợn nhưng mà mấy học trò dược y cốc không những không có ý định dừng lại mà còn càng nói càng đắc ý. Nếu không có dược y cốc chúng ta che chở, y học cổ truyền đã sớm bị biến mất rồi. Cái đám vô dụng ở bên ngoài kia, không phải lang băm thì là cái gì? Không sai, theo tôi biết thì tất cả y học cổ truyền đều phải chịu sự quản lý của dược y cốc, cúi đầu phục tùng mệnh lệnh của chúng ta. Tôi còn nghe nói, bên ngoài có người tự xưng là cái gì mà quỷ y châm vương đấy, theo tôi thấy người này không khác gì y thánh cả, ngay cả cục cướp chó cũng không bằng. Ha ha ha, một đám học trò dược y cốc lập tức khinh bỉ cười to. Cầm miệng, một tiếng giống mang theo giận dữ như sấm rền vang lên bên tai, hai mắt đường tuấn trừng to, sự tức giận trong đôi mắt kia dường như có thể thật sự hóa thành hai ngọn lửa bùng cháy dữ dội, vẻ mặt càng thêm âm u đáng sợ, giống như một con hung thú cổ xưa đang chuẩn bị bùng nổ. Vẻ mặt của mấy tên học trò dược y cốc cứng đờ, Bị khí thế bất ngờ của đường Tuấn ép buộc phải lùi về phía sau mấy bước. Nhưng đáy lòng bọn họ bất chợt bùng lên lửa giận. Vậy mà bọn họ lại bị một kẻ ngoại lai like từ bên ngoài đến đây xin thuốc dọa làm cho sợ hãi. Chuyện này đối với bọn họ thật sự là một chuyện vô cùng nhục nhã. Nghĩ như vậy, bọn họ lại lần nữa tiến về trước vài bước. Bảy tám đôi mắt đầy sát khí nhìn đường Tuấn chằm chằm, dám vô lễ với bọn tao. Tao ra lệnh cho mày quỳ xuống xin lỗi bọn tao ngay bây giờ sau đó bọn tao sẽ suy xét xem có nên tha thứ cho mày hay không đám học trò dược y cốc này đều là những người tài giỏi có sức mạnh lời nói tràn ngập sát khí dường như mang theo hơi lạnh thấu xương làm người ta nghe xong nổi đầy da gà sắc mặt đám người hà đan thông thay đổi từ tốt sang xấu lén lút lôi kéo hà lung linh tránh xa đường tuấn một chút sợ anh liên lụy đến bọn họ đường tuấn còn không nhanh xin lỗi các vị học trò dược y cốc ngài tô lạnh giọng quát đồng thời ông ta lại vội vàng giải thích với mấy tên học trò dược y cốc kia, các vị, chúng tôi không thân với anh ta, người nào làm người đó chịu. Anh ta nói gì cũng không liên quan đến chúng tôi. Ngài Tô cũng được xem là cao thủ cảnh giới tông sư, dựa theo đạo lý thì ông ta không nên nhẫn nhục chịu đựng như thế. Nhưng tối qua ông ta đã bị hai cao thủ cảnh giới thần hải xuất thần nhập hóa dọa cho mất mật rồi, bây giờ làm sao dám đối địch với đám người dược y cốc nữa không những muốn phủi sạch tất cả quan hệ với Đường Tuấn mà ông ta còn lên tiếng muốn Đường Tuấn phải chấp nhận thỏa hiệp. Audio điện tử võ tấn bền chương 561, mày dám đánh nát bia hành y. Một trường này không thể nào so với trường ngày hôm qua Đường Tuấn giao thủ với tên Lý Tứ To con chọc đầu kia, nhưng mà đánh thẳng lên người tên học trò dược y cốc. Cho dù anh ta không chết, chắc chắn cũng không tránh khỏi số phận tàn phế. Mày cũng dám đánh trả, mấy học trò dược y cốc khác cũng đang vô cùng khiếp sợ bản thân là người của dược y cốc bọn họ đã quen thói kiêu ngạo từ lâu rồi lúc trước người đến đây xin thuốc người nào mà không lễ phép cung kính với bọn họ chứ làm gì có ai như đường tuấn không kiêng nể gì ra tay đánh người tại sao không dám đánh trả đường tuấn đột một bước lên một bước khí thế chèn ép đám người kia chỉ bằng đám vô dụng chúng mày có tư cách gì đánh giá y học cổ truyền soi mói y thánh và quỷ y chứ vô cùng nhục nhã những lời mà đường tuấn nói với mấy học trò dược y cốc thật sự là vô cùng nhục nhã thằng nhóc thối mày dám mắng dược y cốc bọn tao là vô nhục tao dám đảm bảo với mày mày sẽ không cách nào toàn mạng rời khỏi nơi này một tên học trò dược y cốc lạnh lùng đe dọa ồn ào đường tuấn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn một cái lần nữa ra tay đánh bay gã kia lửa giận ngập trời đại nghịch vô đạo trong đầu của mấy tên học trò dược y cốc còn lại đột nhiên nhảy ra hai từ này Mày muốn làm gì? Cuối cùng mấy tên học trò dược y cốc cũng cảm thấy hơi sợ hãi, hai hàm răng lặp cặp va vào nhau. Đường Tuấn lạnh lùng cười, ha. Anh lại xuất trưởng thêm một lần nữa, nhưng lần này mục tiêu của Đường Tuấn không phải là mấy tên học trò vô dụng kia, mà là khối bia đá ghi lại công tích vĩ đại của dược y cốc. Bùm một tiếng, khối bia đá kia lập tức bị Đường Tuấn đánh thành mảnh vụn. Đường Tuấn tức giận ngập trời, ra tay không chút lưu tình dường như anh đang muốn xé nát chiếc mặt nạ giả dối mà Dược Y Cốc đang đeo. Mày dám đánh nát bia hành y, mấy tên học trò Dược Y Cốc hoàn toàn kinh ngạc. Đã thương mấy học trò Dược Y Cốc đã coi như không nể mặt Dược Y Cốc, nhưng đánh nát bia hành y của Dược Y Cốc chính là hoàn toàn dẫm đạp lên thể diện của Vương Cốc, là kẻ thù của toàn bộ học trò Dược Y Cốc. Đường Tuấn lại ra tay lần nữa, tốc độ của anh nhanh như tia chớp, đánh bay mấy học trò Dược Y Cốc đang lải nhải, chỉ còn lại duy nhất một tên đang đứng ở kia. Gã học trò dược y cốc này sợ tới mức hai chân mềm nhũn, ánh mắt gã nhìn Đường Tuấn giống hệt như một con ác quỷ, yết hầu gã lăn lộn, nhưng một chữ cũng không nói thành lời. Chương 562, anh Đường không làm gì sai. Cái tên đại nghịch bất đảo, chờ cốc chủ, thiếu cốc chủ và chư vị trưởng lão suốt quan mày nhất định sẽ chết. Tao muốn mày phải sống không bằng chết, trong lòng gã ta hung tợn ngẫm nghĩ. Hô, Đường Tuấn thở ra một hơi giống như là muốn xoa dịu sự khó chịu đang đè nặng trong lòng anh đường hoa tiểu nam cầm tay đường tuấn đường tuấn lắc đầu tỏ vẻ bản thân không sao cả anh quay đầu nhìn lại ngài tô hà lung linh hà đan thông ba người kia đang sững sờ tại chỗ miệng há to trên mặt mang theo biểu tình không thể tin nổi đường tuấn anh gây ra họa lớn rồi hà đan thông hít sâu một hơi không biết thức thời một tên nông cạn chỉ thích cảm giác sảng khoái nhất thời ngài tô bày ra vẻ mặt khinh miệt lại quay đầu nói với hà đan thông ngài hà chúng ta đi mau đừng để tên này liên lụy đến bản thân đợi lát nữa sợ là dược y cốc sẽ giận lây ảnh hưởng đến việc xin thuốc của cô linh lung hà đan thông gật đầu tiểu nam cùng tôi rời khỏi đây đi đừng để ý anh ta hà lung linh nói với hoa tiểu nam hoa tiểu nam lắc đầu trong mắt đều là kiên định anh đường không làm gì sai hà lung linh ngẩn ra có chút oán hận nhìn chằm chằm đường Tuấn. Cô ta thật sự không rõ, đường Tuấn có tài năng gì mà lại có thể khiến Hoa Tiểu Nam một lòng tin tưởng như vậy. Theo cô ta thấy, đường Tuấn chỉ là một tên đàn ông thô lỗ tự đại mà thôi. Đi thôi Linh Lung, đây không phải nơi chúng ta có thể nhúng tay. Hà Đan thông kéo tay Hà Lung Linh, giọng nói đầy thâm ý nói với đường Tuấn, đường Tuấn, hy vọng anh đến lúc đó cũng đừng nói lung tung, liên lụy đến nhà họ Hà chúng tôi nói xong lập tức cùng hà lung linh và ngài tô rời khỏi đường tuấn đứng ở bên ngoài của nhà chính hành y nhìn những mảnh nhỏ của cái được gọi là bia hành y đầy trên mặt đất chỉ cảm thấy vô cùng châm chọc và trói mắt chưa nói đến việc dược y cốc tự ca tụng công đức của chính mình vậy mà còn muốn làm người chắp bút nên lịch sử bẻ cong vặn vẹo một số chuyện nếu như hôm nay anh không tận mắt nhìn thấy chỉ sợ mười mấy hay hai mươi năm sau nữa Tất cả mọi người sẽ cho rằng Đường Hạo thật sự bị Dược Y Cốc đánh bại đến mình đầy vết thương. Không chỉ có như thế, trên bia hành y ngoại trừ Đường Hạo ra, còn có hơn 50 vị y học cổ truyền khác. Những vị đó, có một số người Đường Tuấn có thể nhận ra được tên. Bọn họ đều là những bậc đi trước có các cống hiến được lưu lại ở trong giới y học cổ truyền, có một số Đường Tuấn không nhận ra. Nhưng những người này có một điểm giống nhau, đó chính là tất cả đều từng khiêu chiến với quyền lực và uy nghiêm của Dược Y Cốc mà ở những ghi chép của bia hành y, bọn họ đều thua thảm hại. Đến tận hơn 50 vị y học cổ truyền tài năng xuất chúng, lại chưa từng có ai chiến thắng được một lần khi so tài với dược y cốc. Có lẽ trong đó có người đã thua một cách thảm hại, tuy nhiên tương tự cũng sẽ có người giống như Đường Hạo tài năng xuất chúng, đã từng chiến thắng được những cuộc so tài của dược y cốc. Đáng tiếc thay những thành tích đó đều bị dược y cốc tự mình xóa bỏ, biến bọn họ thành những kẻ không biết tự lượng sức mình mà khiêu chiến dược y cốc. Chương 563, có bản lĩnh. Từ đáy lòng Đường Tuấn xuất hiện một cơn lửa giận, anh chưa bao giờ muốn cùng dược y cốc so tài y thuật giống giờ phút này đến thế. Anh như muốn thay thế mọi người chứng minh rằng dược y cốc hoàn toàn không phải là không bao giờ thất bại, không phải là đỉnh cao duy nhất. Lịch sử của y học cổ truyền phải là từ tất cả những người thầy thuốc cùng với công chúng viết nên, mà không phải lời nói một phía dược y cốc. Bia Hành Y, Đường Tuấn nắm chặt tay lại, lẩm bẩm nói nếu tấm bia đá rách nát này là thể diện của bọn mày vậy tôi đây liền xé rách nó hoa tiểu nam ở bên cạnh bắt lấy cánh tay đường tuấn gắt gao giữ chặt cô ta cũng rất phẫn nộ cô ta biết rõ xuất thân của đường tuấn cũng rõ ràng cái tên đường hạo trên bia hành y kia có ý nghĩa ra sao đối với đường tuấn cô ta càng rõ ràng hơn tầm quan trọng của y học cổ truyền trong lòng đường tuấn như thế nào hoa tiểu nam tuổi tác nhỏ hơn đường tuấn nên suy nghĩ và tâm tư cũng càng thêm ngây thơ tất nhiên sẽ không thể chịu đựng được hành vi như vậy của Dược Y Cốc. Anh Đường, em ủng hộ anh, Dược Y Cốc thật sự không biết xấu hổ, Hoa Tiểu Nam tức giận mà nói. Bốp bốp bốp, có bản lĩnh, đúng lúc này, vài tiếng vỗ tay vang lên ở sau lưng đường, sau đó là một câu nói với giọng điệu bình tĩnh cất lên. Tuy rằng là lời khen ngợi, nhưng đường Tuấn lại nghe ra sự diễu cợt trong đó. Bỗng nhiên đường Tuấn xoay người lại, nhìn chằm chằm người đang tới một ông lão râu tóc bạc trắng trên mặt dày đặc các nếp nhăn chậm rãi đi đến ông ta còn vẫn duy trì tư thế vỗ tay trên mặt lại có một tia ý cười nhàn nhạt ánh mắt dịu dàng nhìn đường tuấn ông ta bước đi hai chân đạp lên trên mặt đất mỗi một bước đều tiếp xúc với mặt đất khiến đường tuấn có một cảm giác dường như người lớn tuổi này là có thể bay thẳng lên trên bầu trời kia chỉ bằng một cái chạm đất nhẹ nhàng trở thành thần tiên trên trời vượt xa những kẻ khác loại cảm giác này rất vớ vẩn nhưng lại đầy chân thật. Ông ta đi đường thong thả, nhưng mỗi một bước lại hơn 10 mét, tựa như có khả năng thu nhỏ mặt đất lại vậy. Đường Tuấn ngay lập tức như tới gần kẻ thù, hơi thở toàn thân hơi thở tụ lại thành một quả cầu. Chân khí trong cơ thể dâng trào không ngừng, phát ra âm thanh chấn động của sóng biển. Anh tiến lên trước một bước, đem hoa tiêu nam bảo vệ ở phía sau, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm vào ông lão. Tu vi võ đạo của người này chỉ có thể dùng hai từ khủng bố mà miêu tả, không biết có phải cao thủ thuộc cảnh giới thần hải hay không suy nghĩ trong lòng của đường tuấn chuyển động điên cuồng ông lão này chắc chắn là kẻ thù mạnh mẽ nhất mà anh gặp được thậm chí tính cả người tối hôm qua giao đấu tinh thần cùng anh cũng không thể bằng bên trong dược y cốc quả thật khiến người ta sợ hãi tôi vừa mới đánh nát bia hành y ngay tức thì có người mạnh mẽ như vậy tìm tới cửa hai mắt đường tuấn xuyên thấu muốn nhìn ra tu vi ông lão đến đâu đáng tiếc khi nãy anh có thể nhìn thấu ngài tô Bây giờ Đường Tuấn ấy mà lại nhìn không ra tu vi của ông lão là cao hay thấp, dù anh nhìn cỡ nào đi chăng nữa thì trước mắt lão nhân chỉ là một người bình thường. Chương 564, tôi có một yêu cầu quá đáng. Ông lão lắc đầu, nói, đáng tiếc, cậu không nên đến Dược Y Cốc. Lại càng không nên đánh nát cái bia hành y này. Tuy rằng những điều được ghi lại trên bia hành y có chút vô sỉ, nhưng nó là trụ cột tinh thần của các học trò trong Dược Y Cốc. Cậu đập nát bia hành y, nếu không chết uy tín của dược y cốc sẽ không còn sót lại chút gì ông lão nhìn đường tuấn đầy sát khí nói tôi không giết những kẻ không tên không tuổi nói ra tên của cậu đi ông à anh đường hoàn toàn không có làm sai ông không thể giết anh ấy được hoa tiểu nam khó chịu mà hét lên cô ta chỉ vào bia hành y đã vỡ nát trên mặt đất nói dược y cốc xúc phạm ông nội của anh đường đó là người anh đường kính trọng như vậy anh ấy hoàn toàn không làm gì sai cả Chuyện này không phải sai và đúng là có thể nói rõ ràng được, mà phải xem bản thân cậu ta có được năng lực thay đổi hết tất cả hay không, mà hiển nhiên cậu không có. Ông lão nói, bỗng nhiên lông mày ông nhíu lại, hỏi cậu họ đường. Đường Tuấn cản lại hoa tiểu nam đang muốn nói tiếp, hơi cúi người về phía ông lão, bày tỏ sự tôn kính đối với ông lão. Tiếp theo anh đứng thẳng người tựa như một ngọn núi vững trái không thể phá vỡ hay sâu ngã được, dùng một giọng chứa đầy sự tự hào mà nói, tôi là Đường Tuấn, đường hạo chính là ông nội của tôi. Lông mày của ông lão càng nhíu chặt lại, ánh mắt nhìn cái bia hành y rách nát trên mặt đất kia, nói, bây giờ ông nội của cậu cũng đã chết. Dù ai đó nói vài ba câu cũng không phải chuyện gì to tát lắm, vậy cậu cần gì vì thế mà đắc tội dược y cốc, phải đền cả mạng của mình. Năm đó ông nội cậu cũng từng gặp qua cái bia hành y này, ông ta cũng không dám đánh vỡ. Vậy cậu dựa vào cái gì mà làm như thế? Đường Tuấn lắc đầu, nói, ông ấy là ông nội của tôi, Tôi là cháu trai của ông ấy. Đây là sự thật không thể thay đổi được, không có liên quan gì đến việc sống hay chết. Ông nội của tôi đến đây một cách trong sạch thì tất nhiên cũng phải rời đi một cách trong sạch. Đây là nghĩa vụ của tôi." Anh thở dài, rồi nói, "Tôi có một yêu cầu quá đáng." Ông lão nói, "Nói đi." "Nếu tôi chết, xin hãy để Tiểu Nam rời đi, chuyện này không có bất kỳ quan hệ gì với em ấy." Đường Tuấn nói. Hoa Tiểu Nam nghe vậy khóc ngay lập tức khóc như hoa lê trong mưa. Cô ta nói trong sự nghẹn ngào, "Không được, anh Đường, em muốn được ở bên cạnh anh." Đường Tuấn vuốt ve khuôn mặt của Hoa Tiểu Nam, lau hết nước mắt trên mặt cô ta, nói, "Nếu tôi chết, hãy đưa tôi mang về. Nếu có cơ hội, đưa tôi về nhà họ Đường, người nhà họ Đường, có chết cũng phải trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Tôi còn muốn được nghe những lời dạy dỗ của ông nội." Ngay giờ phút này, Đường Tuấn thậm chí cảm thấy trong lòng thật nhẹ nhõm tu vi của ông lão trước mắt này sợ là phải hơn gấp 10 lần anh, hoàn toàn không có một chút phần thắng nào. Trong mắt anh hiện ra một tia tiếc nuối, miệng lẩm bẩm, chỉ tiếc là mình không có cơ hội so tải y thuật thực sự cùng người của Dược Y Cốc. Anh đưa tay một trường, một lực nhẹ nhàng tác động lên người của Hoa Tiểu Nam, đẩy cô ta ra xa hơn 10 mét. Đến lúc chết mà vẫn còn muốn cùng Dược Y Cốc so tải y thuật. Quả nhiên là cháu trai của Đường Hạo, ông lão khẽ cười một tiếng, nói: "Đi theo tôi." tôi cho cậu một cơ hội chiến đấu công bằng. chương 565 không chế mọi vật dù cách khoảng không. Quá rõ ràng thân phận của ông lão rất không bình thường, mang theo đường Tuấn đi qua từng tòa cung điện lầu gác, đám học trò dược y cốc đang bận rộn ngay lập tức dừng việc trên tay, hơi hơi khom lưng với ông lão, tỏ vẻ kính trọng. Ông lão đưa theo đường Tuấn đi qua những gác mái tráng lệ huy hoàng, xuyên qua một rừng cây, cuối cùng đi tới một dãy nhà gỗ. Lúc này, ông lão mới dừng bước chân lại trên mặt đường Tuấn lộ ra vẻ kinh ngạc và khó hiểu. Dãy nhà gỗ trước mặt này chính là dãy nhà gỗ mà tối hôm qua anh nhìn thấy từ cửa sổ, ở căn nhà gỗ cách đó không xa đúng là một cái hồ nước không lớn cũng không nhỏ. Lúc này mặt trời đã lên cao, lơ lửng ở giữa không trung dưới ánh mặt trời, mặt hồ lung linh, được bao phủ bởi một lớp ánh vàng nhạt. Một người đàn ông to lớn đầu chọc bước tới, đường Tuấn nhớ rõ người này là Lý Tứ người hôm qua đã trông coi dược y cốc lý tứ cung kính mà khom lưng với ông lão lặng lẽ nhìn thoáng qua đường tuấn trong ánh mắt hiện lên một tia thương hại nhưng anh ta đã nhanh chóng thu hồi ánh mắt nói với ông lão đại cung phụng nhị cung phụng đã mang theo vài vị cung phụng khác đi tiếp đón cốc chủ và các vị trưởng lão rồi trước khi đi ngài ấy nhờ tôi nói cho ngài biết một tiếng nói bọn họ một ngày sau mới có thể trở về ừm ông lão gật gật đầu lý tứ không dám nói gì nữa xoay người rời đi Đường Tuấn nghe được Lý Tứ nói với ông lão ba chữ, Đại cung phụng, trên mặt ngay lập tức lộ ra vẻ khiếp sợ. Dược y cốc được kế thừa kỹ thuật tinh luyện các loại thuốc và xem bệnh suốt mấy ngàn năm nay, kết giao vô số mối quan hệ khác nhau, đương nhiên sẽ có người cung phụng thờ cúng. Mà ông lão trước mắt này vậy mà lại là đại cung phụng, đứng đầu trong số các cung phụng. Khó trách tu vi của ông ta khủng bố như thế, không hổ danh là đại cung phụng của Dược y cốc. Trong lòng Đường Tuấn thầm thở dài một tiếng tôi tên là Trung Khê San, đại cung phụng nhìn về phía hồ nước nơi xa xa kia, đột nhiên nói. Tim đường Tuấn bỗng rung lên một cái, chờ đợi ông lão nói tiếp. Mấy năm trước, có một y học cổ truyền họ đường đánh vào dược y cốc, nói là muốn cùng dược y cốc thi đấu y thuật. Y thuật của anh ta quả nhiên là siêu phàm, đánh bại bảy tám học trò kiệt xuất của dược y cốc, cuối cùng cốc chủ Tôn Vân Hoa phải ra mặt mới miễn cưỡng thắng anh ta được một bậc. Anh ấy ở lại trong cốc mấy ngày, người nhà họ tôn muốn tôi giết anh ta, không ngờ rằng anh ấy lại chữa trị hết những vết thương cũ do luyện võ để lại cho tôi. Cho nên tôi không xuống tay, trung khê san sâu xa mà kể. Không sai, người y học cổ truyền họ đường kia chính là ông nội của ngươi đường ngạo. Hơi thở của trung khê san gấp gáp, rõ ràng cảm xúc có hơi phập phồng. Tại sao lại nói cho tôi biết chuyện này? Đường Tuấn nhìn bóng dáng trung khê san, có hơi không rõ nguyên do. Trung Khê san thân là đại cung phụng dược y cốc, chỉ e rằng tu vi đã đạt tới thần hải, giết anh cũng chỉ cần búng tay một cái, kể chuyện này cho anh thì có tác dụng gì. Trung Khê san quay đầu lại, nhìn Đường Tuấn, nói tôi đúng là đã phát triển thần hải, nhưng lại dùng phương pháp bí mật để phát triển, khi đột phá sẽ để lại một căn bệnh không thể nói ra được, đây cũng là lý do tôi tham gia vào dược y cốc, tôi cần dựa vào y thuật và y dược của dược y cốc để kéo dài tuổi thọ bản thân vốn tưởng rằng cả đời này sẽ không thể rời khỏi dược y cốc, nhưng ông nội cậu đã chữa trị hết căn bệnh kín ấy và còn cho tôi cơ hội để lấy lại tự do của mình. Tôi nợ ông ấy một ân huệ lớn, cho nên tôi nhất định phải trả lại. Vừa dứt lời, Trung Khê San nâng lòng bàn tay phải của mình lên rồi mở ra, nhẹ nhàng mà bắt lấy đường Tuấn. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 566 xương ngọc, máu bạc. Đi, một tiếng kêu như sấm nổ từ giữa môi trung khê san phát ra hồ này là nguyên khí do dược y cốc tồn trữ suốt mấy ngàn năm vừa vặn cậu có thể mượn nó để thay ra đổi thịt đột phá tu vi bước vào cảnh giới chân khí hậu kỳ đường tuấn nghe vậy trong lòng hơi kinh ngạc khó trách nguyên khí của cái hồ này lại nồng đậm như thế thì ra là do dược y cốc đã tích tụ mấy ngàn năm không đợi anh kịp phản ứng trung khê san động một cái cả cơ thể đường tuấn tạo ra một đường vòng cung giữa khoảng khung đập mạnh một cái đã ở giữa hồ nguyên khí. Làm xong này tất cả, Trung Khê San khoanh chân ngồi xếp bằng giữa không trung, lông mày màu trắng đột nhiên mọc lên, dài gần một mét thì mới dừng lại. Ông đưa hai tay úp vào nhau, đôi lông mày cũng theo gió mà bay. Từng luồng chân khí vô hình nhưng mạnh mẽ tỏa ra từ trên người ông ta, thâm nhập vào giữa hồ nguyên khí. Nguyên khí vốn là một trong những năng lực thuần khiết và hung bạo nhất trên thế giới, hồ nguyên khí này nhìn như có vẻ yên bình, nhưng nếu có người ý định phá vỡ sự cân bằng này, hồ nguyên khí sẽ ngay lập tức nổi giận. Dược y cốc có hơn 10 vị cung phụng, đều là cao thủ cảnh giới chân khí, nhưng bọn họ cũng chỉ là dựng nhà gỗ ở bên cạnh hồ nguyên khí, hoàn toàn không dám tiến vào hồ nguyên khí. Ngay cả cảnh giới thần hải là trung khê san cũng không dám. Bởi vậy có thể thấy được, nguyên khí của hồ nước này đáng sợ như thế nào. Thời cổ có tiên nhân rời non lấp biển, bây giờ có tôi dùng người nào đó nấu hồ luyện thân. Trung Khê San cười lớn, tiếng cười buông thả tràn ngập khí phách. Thuận theo chân khí của ông tiến vào hồ nguyên khí, hồ nước bắt đầu nổi lên từng đám bọt khí lớn nhỏ, giống như dấu hiệu trước khi nước sôi. Vị cao thủ cảnh giới thần hải này muốn nấu hồ, ở một bên khác, đường Tuấn bị ném vào giữa hồ nguyên khí, ngay lập tức cảm thấy nguyên khí nồng đậm như dòng nước mạnh mẽ xâm nhập vào từng lỗ chân lông và kinh mạch toàn thân trên cơ thể anh. Nguyên khí này còn mang theo thuộc tính hung bạo, cứ như một con dao nhỏ sắc bén đến cực điểm, cắt đứt kinh mạch và mạch máu của anh, muốn phá hủy cả người anh từ trong ra ngoài. Ngay sau đó, những luồng nguyên khí ấy lại trở nên nóng bỏng, giống như nước sôi muốn nấu chín anh từ trong ra ngoài. Dưới hai loại áp lực, chân khí trong cơ thể anh có xu hướng muốn bộc phát để chui ra. Những luồng nguyên khí bên ngoài ấy nhanh chóng đánh sâu vào trong kinh mạch, huyệt vị rồi tới đan điền, lúc này kinh mạch và huyệt vị toàn thân đường tuấn đã hỏng hơn phân nửa, chỉ cần đan điền bị phá hủy, võ công của anh cả đời này cũng sẽ không thể nào tiến thêm được nữa. Bởi vì cảnh giới thần hải do thần hải sáng lập là ở giữa đan điền. Ngay khi những luồng nguyên khí đó chuẩn bị va chạm và tàn sát bừa bãi trong đan điền, hàn khí vẫn luôn ẩn núp trong đan điền khẽ run lên, như thể có linh hồn. Hàn khí bắt đầu tỏa ra, giao hòa cùng nguyên khí, ngăn cản những luồng nguyên khí hung bạo kia tiếp tục khuếch tán. Nước lửa giao hòa, nguyên khí hung bạo và hàn khí tiếp xúc, dần dần biến thành nguyên khí ôn hòa thuần khiết, bắt đầu chữa trị những kinh mạch bị phá hủy. Tựa như mưa xuân thấm ướt mọi vật, những kinh mạch đó một lần nữa bắt đầu nối kết lại, sau đó ngày càng trở nên cứng cỏi. Đồng thời một ít tạp chất màu đen từ trong cơ bắp anh cũng bị buộc ra ngoài. Xương cốt của anh trở nên giống như ngọc, trong máu anh điểm thêm một ít ánh bạc, thế mà lại tạo ra âm thanh của dòng chảy thủy ngân. Chương 567, bây giờ Lung Linh đang ở chỗ cô ta. Thời gian trôi qua từng chút một, Trung Khê San dùng chân khí nấu hồ. Trên mặt hồ được bao phủ bởi một tầng nguyên khí hơi nước nhàn nhạt, nhạt, bao trùm toàn bộ khu vực bao gồm cả phạm vi dãy nhà gỗ trong. Người ở bên ngoài chỉ có thể cảm giác được dao động khiến tim đập nhanh từ giữa phát ra, hoàn toàn là không thấy rõ bên tình huống chi tiết bên trong lắm. Mặc dù trong lòng rất nhiều học trò của dược y có cảm thấy nghi hoặc, nhưng lại không dám tiến đến nhìn trộm, bởi vì đó là khu vực riêng thuộc về các cung phụng. Nếu như xông vào lại phát hiện ra là vì cung phụng nào đó đang luyện công thì đó chính là tội chết. Mà ở cách Hồ Nguyên khí vài trăm thước trong nhà Nghiên Tân, Ngài Tô và Diệp Thanh Phương hai người đang dựa vào lan can nhìn về phía xa. Bắt đầu từ giữa trưa, cái hồ nước kia đã bị sương mù bao phủ, cho dù ngay cả ánh nắng gay gắt nhất vào buổi trưa cũng không thể làm tan lớp sương mù ấy đi, điều này đương nhiên khiến cho bọn họ chú ý. Ngài Tô, cuối cùng nơi đó đã xảy ra chuyện gì? trong mắt Diệp Thanh Phương có hơi khó hiểu và sợ hãi. Đôi mắt ngài tô gắt gao mà nhìn chầm chầm vào nơi đó, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ và tham lam, nói đó là nguyên khí. Có một loại năng lượng rất bổ ích đối với người tu luyện võ đạo. Ông ta chỉ mới ở giai đoạn cảnh giới chân khí sơ kỳ, còn chưa khai thông kinh mạch khắp cơ thể, cho nên không thể cảm ứng được nguyên khí. Sở dĩ có thể nhận ra được là bởi vì dựa vào một ít sách cổ có ghi chép lại, đáng tiếc kinh mạch của tôi chưa hoàn toàn được khai thông nếu không tiến vào nơi đó tu luyện công lực nhất định sẽ tiến bộ ngài tô có hơi tiếc nuối mà nói nguyên khí thanh phương vẫn còn khó hiểu anh ta không tu luyện võ đạo đương nhiên không hiểu được chuyện này ngài tô phất phất tay nói cái này anh vẫn là không cần biết nhiều đâu đúng rồi cái tên nhóc họ đường kia đâu đã chết chưa thanh phương trầm ngâm một lát lắc đầu nói không rõ ràng lắm có điều tôi nghe các học trò dược y cốc nói cậu ta bị cung phụng trong cốc mang đi rồi. Bị cung phụng dược y cốc mang đi, đầu tiên ngài tô sửng sốt, sau đó cười lạnh, châm chọc nói, mỗi người cung phụng dược y cốc đều là cao thủ tông sư, tên nhóc kia chắc chắn là không còn đường sống rồi. Có điều cậu ta bị trừng phạt cũng là đúng tội, ngay cả dược y cốc còn dám đắc tội, cũng không nhìn xem bản thân có bản lĩnh gì. Cô gái hoa tiểu nam đi cùng đâu? Ngài tô đột nhiên hỏi. Thanh Phương nói, bây giờ lung linh đang ở chỗ cô ta. Ngài Tô tự hỏi một lát, có hơi hung ác nói, thật vừa lúc. Ngày mai cốc chủ dược y cốc và các vị các trưởng lão sẽ trở về, đến lúc đó nếu là bởi vì tên nhóc họ đường kia mà dáng tội chúng ta, vậy thì cứ giao cô ta ra đi, như vậy dược y cốc nhất định sẽ không truy cứu trách nhiệm của chúng ta nữa. Thanh Phương nghe vậy, có hơi không dám tin tưởng mà nhìn Ngài Tô. Ngài Tô lại lạnh lùng nói, các người muốn chết, nhưng tôi còn chưa muốn chết. Nếu dược y cốc thật sự muốn làm chúng ta khó xử, cả tôi và anh đều không thể thoát ra khỏi dược y cốc. Thay vì như thế, còn không bằng hy sinh Hoa Tiểu Nam cho chính bản thân mình một con đường sống. Dù sao tên họ Đường kia đã chết, việc cô ta còn sống cũng có ý nghĩa gì? Chương 568, anh Đường thật sự không sao. Bỗng nhiên, hồ nguyên khí đột nhiên run lên, tiếp theo một luồng dao động vô hình mạnh mẽ từ đáy hồ lan tràn ra bốn phía xung quanh giờ khác này ngay cả Trung Khê San cũng có loại cảm giác như bị nhìn trộm. Không nghĩ tới tên nhóc này lại có tinh thần lực mạnh mẽ như thế, vậy mà lại nhập thần trước một bước. Sau khi Trung Khê San sửng sốt một lúc, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Trung Khê San không biết rằng, Đường Tuấn tạm thời đã nhập thần hai lần, đối với cảnh giới nhập thần đã có sự thích ứng. Nguyên khí của hồ rèn luyện thân thể anh, đồng thời tinh thần và ý chí anh cũng phải chịu đựng, thăng cấp nhập thần có thể nói là chuyện đương nhiên. Tốc độ khuếch tán của luồng tinh thần lực này rất nhanh, gần như chưa đầy một cái chớp mắt đã đi đến nhà Nginh Tân. Hoa Tiểu Nam đang ở trong phòng không ngừng khóc thút thít đột nhiên lại ngừng khóc, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng, nói: "Là anh Đường, anh Đường không sao." "Tiểu Nam, cô mệt rồi, trước tiên cứ ngủ một giấc đi." Lung Linh bên cạnh có hơi đau lòng đỡ lấy Hoa Tiểu Nam. Cô đã biết được những gì xảy ra với Đường Tuấn từ chỗ ông nội, có oán hận với Đường Tuấn nhưng đồng thời vẫn rất có cảm tình với hoa tiểu nam nếu không phải tên đường tuấn kia không biết tự lượng sức mình đắc tội dược y cốc thì làm sao hoa tiểu nam có thể đau lòng như thế được anh đường thật sự không sao hoa tiểu nam khẳng định nói hà lung linh lắc lắc đầu cô không đành lòng nói sự thật cho hoa tiểu nam thầm nghĩ chờ tôi chữa khỏi bệnh đến lúc đó cùng nhau mang tiểu nam và ông nội rời đi hiện tại cô vẫn chưa biết cuối cùng ông nội và ngài tô đang tính toán điều gì nếu không cô sẽ không có loại ý nghĩ như này. Cùng lúc đó, một người khác trong phòng đang nhắm mắt tu luyện ngài tô đột nhiên mở to mắt, toàn thân nổi hết da gà đứng lên, tinh thần vô cùng khẩn trương. Lại là tinh thần lực này, hơn nữa còn mạnh hơn so với tối hôm qua. Ngài tô cảm ứng được tinh thần lực này, trong mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Trước sức mạnh của tinh thần lực này, thậm chí ông ta còn có loại xúc động muốn quỳ xuống đầu hàng. Không được, ngày mai nhất định phải đem Hoa Tiểu Nam giao cho Dược Y Cốc. Dược Y Cốc này quá lợi hại, hoàn toàn không phải là thứ mà tôi có thể chống lại được. Ngài Tô sợ hãi, đồng thời cũng hạ quyết tâm. Cùng lúc đó, rất nhiều cao thủ đang tu luyện trong Dược Y Cốc cũng lần lượt bị đánh thức. Có điều khi cảm ứng được tinh thần lực kia đến từ Hồ Nguyên Khí, bọn họ mới hơi chút bình tĩnh trở lại. Một đêm này, rất nhiều người trong Dược Y Cốc mất ngủ. Cho đến giữa trưa ngày hôm sau, Đường Tuấn vẫn không trở về. Diệp Thanh Phương, Ngài Tô và những người khác đang ăn cơm, vẻ mặt của Hoa Tiểu Nam vẫn như cũ có hơi bi thương. Cho dù tối hôm qua đã biết được Đường Tuấn không sao, nhưng cô vẫn rất lo lắng. chương 569, đây chính là nền tảng của Dược Y Cốc đó. Đường Tuấn bị cung phụng Dược Y Cốc mang đi, chết chắc rồi. Ngài Tô nhìn thoáng qua Hoa Tiểu Nam, dường như cố ý chặt đứt suy nghĩ của cô, đừng nghĩ đến cậu ta nữa, thật sự không đáng anh đường mới không chết đâu. Hoa tiểu nam ngẩng đầu, giọng điệu kiên quyết nói. Ngài tô nhíu mày, vừa lúc nãy ông ta còn muốn nói thêm hai câu, phía cửa bỗng nhiên trở nên ồn ào, đồng thời còn truyền đến một loạt những tiếng hô, cốc chủ và vài vị trưởng lão đã trở lại. Ngài tô và thanh phương liếc nhìn nhau, lập tức đứng dậy, nói đi. Chúng ta cũng đi nghênh đón một chút. Hà lung linh và vài vệ sĩ cũng đứng dậy, chuẩn bị đi ra ngoài. Hoa tiểu nam ngồi ở trên ghế, không có ý nhích người ra, các người đi đi. Tôi muốn ở chỗ này chờ anh đường trở về. Ngài Tô nghe vậy, sắc mặt ngay tức khắc trầm xuống, hoa tiểu nam chính là con bài thương lượng hôm nay của bọn họ, nếu như cô ta không đi, thì làm sao có thể chiếm được lòng tin của dược y cốc. Ông ta lạnh giọng, nói, đường Tuấn đã chết, cô còn ở lại nơi này làm gì? Hà Lung Linh cũng khuyên nhủ tiểu nam, cho dù anh đường của cô không chết, vậy thì cô càng phải đi gặp vị cốc chủ kia một lần, nói không chừng ông ta sẽ thả anh đường của cô ra. Hoa Tiểu Nam nghe vậy, nhìn Hà Lung Linh, nói, những gì cô nói là thật à? Ánh mắt Hà Lung Linh có hơi né tránh gật gật đầu. Được, tôi đây và các người cùng đi gặp vị cốc chủ kia. Hoa Tiểu Nam nói. Hoa Tiểu Nam đi theo Hà Đan Thông, lúc ngài tôi chờ đám người đi tới bên ngoài dược y cốc thì chỉ thấy mấy trăm vị học trò cung kính đứng thành hàng, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm đám người trước mặt. Trong đó phần lớn ánh mắt đều dừng trên người người đàn ông trung niên dẫn đầu kia. Người đàn ông khoảng chừng 40 tuổi, sắc mặt trắng nõn, làn da khỏe mạnh sáng ngời, hiển nhiên là rất biết cách chăm sóc. Trong mỗi cử động giơ tay nhấc chân đều toát ra khí thế uy nghiêm, khí chất của một vị cao nhân cứ thế lộ ra rất tự nhiên. Những người đi phía sau ông ta đều cố ý vô tình mà bước chậm hơn một bước so với ông ta. Ông ấy chính là cốc chủ Dược Y Cốc, Tôn Vân Hoa. Không chỉ có thành tựu xuất quỷ nhập thần trong lĩnh vực y học cổ truyền mà còn là một cao thủ võ thuật, đã đạt tới cảnh giới chân khí. Sắc mặt ngài Tô nghiêm trọng truyền đạt. Mấy ngày này ở trong Dược Y Cốc, ông ta đã biết thêm không ít tin tức về vị cốc chủ Dược Y Cốc Tôn Vân Hoa này từ trong miệng của những học trò ở đây. Những cao thủ võ đạo vô cùng hiếm thấy ở thế giới bên ngoài thì ở Dược Y Cốc này gần như ở đâu cũng thấy được. Chương 570, cậu ta tới rồi. Sắc mặt Tôn Vân Hoa chợt biến đổi, ngẩng đầu ánh mắt sắc lạnh như băng rừng trên người Ngài Tô và Hà Đan Thông. Đám người ngay tức khắc giặt ra hai bên tạo ra một con đường lộ ra chỗ mấy người Ngài Tô đứng đó. Hai tay Tôn Vân Hoa chắp sau lưng, sắc mặt âm trầm đi lên phía trước, dừng lại, lạnh lùng nói, mấy vị chính là người tới dược y cốc của tôi xin thuốc lần này. Ở thế giới bên ngoài Hà Đan Thông cũng được xem là nhân vật nhà giàu số một số hai cả tỉnh, nhưng trước mặt Tôn Vân Hoa thì giống như một người lùn vô hình lúc này nghe thấy tôn vân hoa hỏi chuyện trong lòng không khỏi thấy hụt hẫng không biết nên phải trả lời như thế nào cho phải ngược lại ngài tô lại có vẻ bình tĩnh hơn một chút ông ta hơi hơi khom lưng với tôn vân hoa nói không sai chúng tôi đúng thật là tới dược y cốc xin thuốc con người tôn vân hoa đột nhiên lạnh lùng quát dược y cốc chúng ta có ý tốt chiêu đãi các người vì sao các người lại đập vỡ bia hành y của tôi náo loạn hành y đường của tôi thật là to gan lời nói tài tựa như sấm vang giữa mùa xuân, học trò dược y cốc đứng xung quanh đều hãi hùng khiếp vía. Ngài Tô đứng mũi chịu sao, bị tiếng quát mắng này làm cho cả kinh lui về sau hai bước, trên mặt đều đỏ bừng bừng. Tôn Vân Hoa vừa mới quát mắng một cái vậy mà lại làm cho một tông sư là ông ta cũng bị thương nhẹ. Ngài Tô đứng hình, cũng không bận tâm sửa sang vải vẻ bề ngoài của mình, nhanh chóng nói Tôn Cốc Chủ, xin hãy nghe tôi giải thích. Nói, Tôn Vân Hoa quát lạnh nói, Tôn Cốc chủ, đập nát bia hành y cũng không phải là chúng tôi mà là một người khác. Cậu ta tên là Đường Tuấn, cùng vào Dược Y Cốc cùng lúc với chúng tôi nhưng không có quan hệ gì với chúng tôi cả. Ngài Tô dùng răm ba câu đã phủi sạch quan hệ của mình với Đường Tuấn. Đường Tuấn? Tôn Vân hoa nhíu mày, cậu ta tới rồi. Ngài Tô lắc lắc đầu, nói cậu ta được cung phụng của Dược Y Cốc dẫn đi rồi, nhưng một người bạn của cậu ta còn ở chỗ chúng tôi đây. Chính là cô gái này. Ngài Tô chỉ tay vào Hoa Tiểu Nam vẫn còn mang vẻ mặt mờ mịt. Cho dù có thế nào cô ta cũng không thể ngờ được, vào lúc như thế này bản thân mình sẽ bị đẩy ra. Chúng tôi thật sự không có quan hệ gì với hai người bọn họ cả, hy vọng quốc chủ có thể hiểu rõ. Ngài Tô không hề áy náy chút nào, ngược lại còn có dáng vẻ lẫm liệt hiên ngang. Tôn Vân Hoa gật gật đầu, nói tôi đã biết. Nhị cung phụng đã tìm đại cung phụng đòi người rồi, chờ tôi điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện nếu không có liên quan gì tới các người, đương nhiên tôi sẽ không để các người bị liên lụy vào. Nói xong, ông ta chỉ vào hoa tiểu nam, nói với mấy học trò dược y cốc, dẫn cô gái này đi cho tôi. Audio điện tử võ tấn bền chương 571 chính là cậu ta đã đập nát bia hành y. Dừng tay, đúng lúc này, một tiếng quát vang lên phía sau đám người. Một bóng người tiến đến với một tốc độ vô cùng nhanh chóng, chỉ để lại tàn ảnh trên đường đi qua, những học trò dược y cốc đó lại càng bị bước lui ra sau. Bùm bùm, những học trò dược y cốc đã chạm vào hoa tiểu nam bị đánh bay ra ngoài, rơi vào trong đám người. Tàn ảnh tan đi, đường tuấn đứng trước mặt hoa tiểu nam, tinh quang trong mắt lập lè. Chân khí trong người anh tràn ra như nước, trên làn da mơ hồ tỏa ánh sáng trắng như ngọc, giống như một loại mỹ ngọc tuyệt hảo, vậy mà lại có thể nhìn thấy mạch máu lưu chuyển dưới da thịt. Tôn cốc chủ, chính là cậu ta chính là cậu ta đã đập nát bia hành y, cậu ta chính là đồng lõa với cô gái họ hoa này. Ngài tôi nhìn thấy đường Tuấn, ngay lập tức chỉ vào anh hô lớn. Hửm, mày đường Tuấn nhân lại. Tầm mắt dừng lại trên mặt Ngài Tô, trong lòng sinh ra ý muốn giết người rồi. Bia hành y đúng là một mình anh đánh nát, cho dù dược y cốc có tra hỏi, Đường Tuấn cũng sẽ không để đám người Ngài Tô bị liên lụy vào. Nhưng mà Ngài Tô không nên nảy sinh tâm tư ác độc như thế với Hoa Tiểu Nam. Đường Tuấn, một người làm một người chịu. Ngài Tô Hô lớn lên với Đường Tuấn, nhanh chóng nói rõ với Tôn cốc Chủ, đừng có mà kéo chúng tôi xuống nước chung. Được, Đường Tuấn cười lạnh một tiếng, bia hành y đúng là một mình tôi đập nát. Chẳng qua, bản thân ông là cao thủ tông sư, vậy mà lại dùng mưu kế thế này đối phó với một cô gái, đáng chết. Nói xong, Đường Tuấn giơ tay đánh một trưởng về phía Ngài Tô. Hừ, Ngài Tô thấy thế, trong mắt hiện lên vẻ châm trọc càng sâu, tu vi của cậu với tôi sàn sàn như nhau, lúc này còn dám động thủ với tôi. Cũng được thôi, đúng lúc tôi bắt lấy cậu, giao cho dược y cốc lấy quan hệ. Trong lòng nảy sinh ý niệm, ngài tô cũng đánh một trưởng về phía đường Tuấn. Hai ngày nay, thương thế của ông ta đã khỏi hẳn, một trưởng này tuyệt đối là sức chiến đấu đỉnh cao nhất của ông ta. Bùm! Hai trưởng vừa chạm vào nhau, ý cười trên khóe miệng của Ngài Tô còn chưa có tiêu tán thì cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Ngài Tô ngã xuống mặt đất, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt đầy vẻ không thể nào tin nổi. Thằng nhóc này sao có thể mạnh như vậy được, đến cả một chiêu ông ta cũng không đỡ được, chương 572 cảnh giới chân khí hậu kỳ. Đường Tuấn mà cũng dám làm trò ra tay trước mặt mình, Tôn Vân Hoa thực sự tức điên lên rồi. Theo cách nhìn của ông ta, Đường Tuấn hẳn là phải giống như ngài tô ấy, cong lưng uốn gối thừa nhận sai lầm với ông ta, cầu xin ông ta tha thứ mới đúng. Lời nói của Tôn Vân Hoa vừa mới vang lên, năm sáu tên cung phụng đồng thời ra tay, bóng ảnh lập lè, tấn công đường Tuấn từ mọi hướng. Có thể giữ chức cung phụng của Dược Y Cốc, hầu như mỗi người đều là cao thủ cấp tông sư, tu vi võ đạo đều đạt tới cảnh giới chân khí trung kỳ. Năm sáu cao thủ cấp tông sư đồng thời ra tay, ngay lập tức giữa sân nổi lên một trận cuồng phong, rồi cho hầu hết các học trò của Dược Y cốc ngã trái ngã phải, hoàn toàn không thể nào đứng thẳng được. Nhóc con, có thể để nhiều cung phụng của chúng ta đồng thời ra tay như thế, mày cũng xứng đáng được kiêu ngạo đó. Mấy người cung phụng cười lạnh, ra tay không hề nể tình chút nào, vô cùng tàn nhẫn. Trong mắt bọn họ, Đường Tuấn không khác gì người đã chết. Dưới sự liên thủ của năm, sáu cung phụng hơn nữa còn là đại cung phụng và nhị cung phụng, hai người này là những người có sức chiến đấu mạnh nhất Dược Y cốc là người rất được xem trọng. Hừ, đúng lúc này, một tiếng ngử lạnh nhảy ra từ trong mũi đường Tuấn, cơ thể anh hơi dao động, không khí trong phạm vi đường kính 5 mét đột nhiên phát ra từng tiếng sấm vang rền, cùng nhau tung hô cho anh. Dường như trong tiếng sấm có mang theo ma lực kỳ dị, cơ thể năm sáu cung phụng của dược y khốc chuẩn bị bắt đường Tuấn đột nhiên run lên, sau đó là vẻ mặt không thể nào tin được, toàn thân mấy người đó đều sụi lơ ngã xuống mặt đất, còn không được như những người bình thường. Sinh sấm trong không khí, cảnh giới chân khí hậu kỳ, sắc mặt Tôn Vân Hoa khẽ biến, thất thanh nói: "Cao thủ cảnh giới chân khí hậu kỳ chân chính tiếp cận thần hải, có thể sinh ra rất nhiều công năng đặc dị, sinh sấm trong không khí là một trong số đó." Chỉ cần cảnh giới thấp hơn Đường Tuấn, nghe thấy tiếng sấm như thế này toàn thân sẽ cảm thấy như bị sét đánh, mất đi sức chiến đấu. Đường Tuấn đích thực đã là cao thủ cảnh giới chân khí hậu kỳ, dưới sự trợ giúp của Trung Khê San và ở hồ nguyên khí, Cuối cùng anh cũng đã đột phá. Vẻ mặt của Tôn Vân Hoa có hơi không thể đoán được, chính bản thân ông ta cũng là cao thủ cảnh giới chân khí hậu kỳ, đáng tiếc bởi vì nguyên nhân phải phân tâm dành cho y học nên ông ta ít nghiên cứu về võ học. Đến bây giờ ông ta vẫn chưa lĩnh hội được sự ảo diệu của sinh sấm trong không khí. Người này là kẻ địch đáng gờm, nếu dược y cốc của tôi đã có mâu thuẫn với cậu ta, vậy thì buộc phải giết cậu ta, nhổ cỏ tận gốc. Suy nghĩ trong lòng Tôn Vân Hoa nhanh chóng chuyển động. Sắc mặt của mấy người cung phụng của Dược Y cốc ngã trên đất tựa như cho tàn, trong lòng cảm thấy thật nhục nhã. Sau khi được các học trò của Dược Y cốc nâng dậy, ánh mắt tràn đầy thù hận nhìn chằm chằm Đường Tuấn nhưng lại không dám ra tay lần nữa. Cảnh giới chân khí hậu kỳ và cảnh giới chân khí trung kỳ chỉ kém nhau một cảnh giới nhỏ nhưng thực lực chân chính lại chênh lệch nhau gấp 10 lần. Cao thủ cảnh giới chân khí hậu kỳ có thể lĩnh hội ra một vài chiêu thức thần thông như sinh sấm trong không khí. Người này tuổi còn trẻ như thế mà đã có bản lĩnh tới mức này, nhất định không thể giữ lại. Cần phải để cho đại cung phụng và nhị cung phụng cùng nhau tiến lên, tiêu diệt cậu ta ngay tại đây. Trước khi bọn họ tới, tôi phải kéo dài thời gian thêm chút. Trong mắt Tôn Vân Hoa chuyển động, đã có biện pháp đối phó. Mà Hà Đan Thông, Hà Lung Linh cùng với mấy tên vệ sĩ đứng một bên xem đã sớm chết lặng. Đường Tuấn này cũng quá mạnh mẽ rồi. chương 573, tôi cũng có một điều kiện. Cậu muốn làm gì? Dược y cốc của tôi chính là thánh địa của y học cổ truyền, sao có thể cho phép cậu làm càn ở đây? Đầu tiên là đập nát bia hành y của tôi, sau đó đánh trọng thương cung phụng của tôi, tưởng là dược y cốc tôi không có người thật hả? Ánh mắt tôn vân hoa lạnh lùng, nghiêm nghị nói. Đường Tuấn búng búng ngón tay, giống như việc đánh bại mấy tên cung phụng chỉ giống như nhẹ nhàng vỗ mấy con ruồi bỏ vậy. Anh nhìn tôn vân hoa, nói tôi đập nát bia hành y bởi vì trên đó ghi chép những thứ không đúng tôi đánh người bị thương là bởi vì người dược y cốc của ông ra tay trước, chẳng lẽ còn muốn tôi đứng yên chịu trói à? Những gì được ghi chép trên bia hành y chính là sự thật, cậu có tư cách gì mà bình luận? Ánh mắt Tôn Vân Hoa không hề có bất cứ dao động gì. Tư cách, Đường Tuấn khẽ cười một tiếng, chợt cất cao giọng, chỉ dựa vào Đường Hạo là ông nội tôi. Chỉ dựa vào tôi cũng là một thầy thuốc y học cổ truyền. Tư cách này đã đủ rồi chứ? Một câu cuối cùng được Đường Tuấn dùng chân khí hô lên, không ngừng quanh quẩn trong dược y cốc. Gần như tất cả các học trò của dược y cốc đều có thể nghe hiểu được sự phẫn nộ và bất công trong câu nói này. Đường hạo là ông nội cậu, Tôn Vân Hoa ngẩn ra, cuối cùng sắc mặt cũng thay đổi. Không sai, Đường Tuấn nói, nửa tháng trước, tôi đánh bại Tôn Khanh. Bây giờ tôi tới, không ngờ đâu lại thấy được hành vi không biết xấu hổ như thế này của dược y cốc. Các người, không xứng đáng làm thầy thuốc y học cổ truyền. Ông nội cậu cũng thất bại rồi, cậu thì có tác dụng gì chứ? Chẳng lẽ còn muốn khiêu chiến với dược y cốc của tôi, bước lên vết xe đổ của ông nội cậu à? Giọng điệu Tôn Vân Hoa rất không tốt. Không sai, Đường Tuấn nhìn quanh một vòng đông đảo các học trò của dược y cốc, nói hôm nay tôi tới chính là muốn khiêu chiến với y thuật của dược y cốc. Tôi muốn cho tất cả mọi người trong thiên hạ đều biết, dược y cốc các người không thể đại diện cho toàn bộ y học cổ truyền. Tương lai của y học cổ truyền không phải do các người quyết định. Tôn Vân Hoa, ông dám nhận không trong sân đột nhiên an tĩnh trong chốc lát trong mắt các học trò dược y cốc tràn đầy lửa giận trước giờ bọn họ đều cao ngạo kiêu căng đã bao giờ bị người ta coi thường như thế đường tuấn này điên rồi nghi thuật của anh ta còn kém cả tiểu nam thế mà lại dám khiêu chiến với dược y cốc trong đầu hà lung linh xuất hiện một suy nghĩ như vậy được tôn vân hoa nói tôi nhận lời khiêu chiến của cậu chẳng qua tôi có một điều kiện nếu cậu thua thì phải giao hiệp hội y học cổ truyền cho dược y cốc tôi quản lý, hơn nữa phải quỳ trước cửa dược y cốc 3 ngày 3 đêm, coi như nhận lỗi. Đường Tuấn gật đầu không chút do so dự, nói tôi cũng có một điều kiện. Nếu tôi thắng, tôi muốn băng phách thảo cất giữ trong cốc các người, hơn nữa bia hành y không được phép xây lại. Nếu tôi nhìn thấy một lần tôi sẽ đập nát một lần. Cốc chủ, thằng nhóc họ đường này quá cuồng vọng, tôi thấy để cậu ta quỳ ba ngày ba đêm còn chưa đủ, phải chém nứt hai chân hai tay cậu ta mới được. Một vài học trò của Dược Y Cốc tức giận gào lên ngay tức khắc. Tôn Vân Hoa nhìn đường Tuấn, trong lòng vậy mà lại có cảm giác đâm leo đành phải theo lao. Bia hành y là một trong những thứ quan trọng nhất của Dược Y Cốc, nếu thực sự vĩnh viễn không được xây dựng lại, vậy thì chắc chắn sẽ là một sự đả kích nặng nề với Dược Y Cốc. Nhưng nếu không đồng ý, uy tín của ông ta sẽ giảm xuống rất nhiều. chương 574, Trung Khê San, cuối cùng ông đã làm gì? Ừ, Đường Tuấn nhìn Tôn Vân Hoa một cái thật sâu rồi dẫn theo Hoa Tiểu Nam xoay người đi khỏi. Đi gọi nhị cung phụng với đại cung phụng tới cho tôi. Chờ Đường Tuấn đi rồi, Tôn Vân Hoa mới hô lên với một học trò dược y cốc. Trong mắt ông ta giấu giếm sát ý, cho dù y thuật của Đường Tuấn có thắng được ông ta nhưng ông ta cũng không để cho Đường Tuấn đi khỏi đây. Dựa vào thực lực mạnh mẽ của hai vị đứng đầu cung phụng, cho dù có là cao thủ cảnh giới thần hải, Tôn Vân Hoa đều chắc chắn có thể giữ lại được, kẻ hèn như Đường Tuấn ông ta còn không để vào mắt. Thanh danh của Dược Y Cốc không thể bị tổn hại, tôi không quan tâm y thuật của thằng nhóc đó giỏi đến mức nào, đều phải giữ cậu ta lại cho tôi. Bây giờ không phải là thời đại chỉ so sánh y thuật đơn thuần, mà là dựa vào nắm đấm để nói chuyện." Tôn Vân Hoa nghĩ, hô lên với một vị cung phụng bên cạnh, đi gọi Tôn Khanh xuất quan, bảo anh ta nhìn cho đàng hoàng. "Anh Đường, chúng ta đi đâu thế?" Hoa Tiểu Nam kéo Đường Tuấn lại, có hơi căng thẳng hỏi. Đường Tuấn vỗ tay cô ta, nói: đi gặp một người. Tôi còn chưa kịp cảm ơn ông ấy. Lúc trước anh tu luyện xong ở hồ nguyên khí thì nghe Trung Khê San nói đến chuyện Tôn Vân Hoa trở về, vội vàng chạy qua đây, còn chưa kịp trịnh trọng nói một tiếng cảm ơn với người ta. Anh có thể nhanh chóng thăng cấp tới cảnh giới chân khí hậu kỳ như vậy là may mà có ông cụ nấu hồ luyện thể giúp anh. Lúc hai người vừa đi vào rừng cây bên ngoài ao hồ kia đã nghe thấy một tiếng quát bạo nộ vang lên từ phía bên trong, Trung Khê San, cuối cùng ông đã làm gì? Trung Khê San bình tĩnh giống như không hề để ý tới âm thanh phát ra, cứ thế nói, tôi thấy nhảm chán quá, nấu hồ chơi chơi. Từ phượng, ông căng thẳng thế làm gì chứ? Nguyên khí của ao hồ đó không phải vẫn nồng đậm như trước kia sao, cũng đủ để ông tu luyện mà, đột phá lên cảnh giới thần hải giọng nói quen thuộc lúc trước của từ phượng lại vang lên lần nữa nấu hồ ông nấu hồ làm gì ai ai đang ở trong rừng tiếng nói vừa dứt một trận gió lớn nháy mắt lao tới trước mặt đường tuấn trận gió mạnh đó mang theo hơi thở vô cùng sắc bén đủ để chặt đứt kim loại thành từng mảnh cho dù có là cao thủ công sư cũng phải cẩn thận ứng phó nhưng đường tuấn lại tiện tay vung lên một cái cơn gió mạnh kia dường như biến thành một làn gió xuân vậy biến mất không còn tâm tích đồng thời anh kéo hoa tiểu nam, bước chân khẽ nhích, trong nháy mắt đã xuyên qua cánh rừng, đi tới trước hồ nguyên khí. Anh phóng mắt nhìn qua, chỉ thấy bên hồ có hai ông già đang rằng co. Trong đó có một ông cụ dâu tóc bạc phơ, sắc mặt có vẻ hơi mệt mỏi, đúng là người vừa mới nấu hồ, chung khê san. Mà một ông cụ khác dâu tóc giờ đang dựng ngược hết cả lên, trên mặt có vẻ dương cung bạt kiếm, trong đôi mắt chứa đầy lửa giận, nhìn chằm chằm vào chung khê san, dáng vẻ tàn độc hận không thể nuốt ông cụ kia vào bụng người này là từ phượng thực lực chỉ đứng sau đại cung phụng trung khê san của dược y cốc nhìn thấy đường tuấn không hề hấn gì đi từ cánh rừng ra trong mắt từ phượng hiện lên vẻ kinh ngạc tầm mắt dừng lại trên người đường tuấn một lát sau vài nhịp thở cả người từ phượng phát ra sát khí và khí thế khủng bố ánh mắt quay lại nhìn trung khê san cắn răng nói trung khê san ông thế mà lại nấu hồ cho người ngoài luyện thể trung khê san nói không sai tôi nấu hồ đúng là luyện thể cho cậu ta Chẳng qua, cậu ta cũng không xem như người ngoài, cậu ta là cháu ruột của đường hạo. Đường hạo có ân với tôi, chẳng qua là tôi trả ơn mà thôi. chương 575, bớt ở đó mà giả nhân giả nghĩa đi. Ông ấy nhìn từ phượng, khóe miệng nở một nụ cười quái dị, nói, nói thêm nữa, cái chết năm đó của đường hạo không thoát khỏi có liên quan với ông nhỉ. Ý cười của từ phượng lành lạnh, nói, đó là trừng phạt đúng tội của ông ta dám không biết tự lượng sức mình đi khiêu chiến với dược y cốc thì phải nghĩ đến sẽ có kết quả như thế cái chết của ông nội tôi sao lại có liên quan tới ông ta vậy đường tuấn nghe tới đó nhịn không được mở miệng hỏi trong giọng nói lại còn có vẻ hơi run rẩy điều tra cái chết của ông nội đường hạo cũng là một trong những mục đích của anh trong chuyến đi này có vẻ như đang dần mở ra ngay trước mắt anh trung khê san thở dài giải thích nói năm đó ông nội cậu chữa khỏi vết thương cũ cho tôi tôi không đành lòng ra tay với ông ấy. sau đó dược ý cốc yêu cầu từ phượng ra tay để lại vết thương ẩn không thể chữa khỏi được trong người ông nội cậu, ông nội cậu mới hai trung khê san nói với vẻ tự trách, đương nhiên cũng trách tôi nữa. nếu tôi chú ý nhiều hơn một chút, ông nội cậu cũng sẽ không gặp tai họa bất ngờ như này. từ phượng nghe vậy, mắt trợn trắng dã, châm chọc trung khê san, bớt ở đó mà giả nhân giả nghĩa đi. ông ta nhìn đường tuấn trên mặt lộ ra vẻ đắc ý và châm chọc, nói, đúng thế. Ông nội cậu đúng là do tôi gián tiếp hại chết, dám không tự lượng sức mình tới khiêu chiến với dược y cốc, vậy thì phải chuẩn bị gánh chịu hậu quả. Boom. Anh vẫn luôn cho rằng ông nội Đường Hạo bởi vì nhọc lòng quá mức nên mới qua đời. Không nghĩ tới thế là lại bị người khác để lại vết thương ẩn trong người, cuối cùng mất sớm. Trong đôi mắt anh tia máu lấp đầy, giống như một hung thú nổi điên có thể mất đi lý trí bất cứ lúc nào ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào từ phượng giọng nói tràn đầy thù hận thấu xương ông giết ông nội tôi tôi phải bắt ông đền mạng cơ thể từ phượng bay lên khí thế phóng ra đập nát những viên đá mà anh mới vừa bắn lại đó ánh mắt hài hước nhìn đường tuấn cười khẩy nói đền mạng chỉ bằng chút tu vi này của cậu nếu tôi đoán không sai hai ngày trước người giao đấu với tinh thần lực của tôi hẳn là cậu nhỉ tinh thần lực đúng là không tệ nhưng ngày hôm đó tôi đang ở trong giai đoạn luyện công mấu chốt Hoàn toàn không thể nào dùng toàn lực, nếu không đã đánh cho cậu thành đứa ngu luôn rồi. Ha ha, chẳng qua như thế cũng tốt, diệt cỏ không diệt tận gốc, gió xuân tới lại sinh sôi. Đúng lúc cậu tự mình dâng tới cửa, tôi đây sẽ đưa cậu xuống đó đoàn tụ với ông nội cậu luôn. Trong đôi mắt sâu của Từ Phượng có chút kiêng kỵ, Đường Tuấn tuổi trẻ như thế mà đã có tu vi tới bậc này, đúng là khiến cho ông ta phải giật mình. Nếu không có gì bất ngờ thì qua thêm 10 năm nữa ông ta chắc chắn không phải là đối thủ của Đường Tuấn. Cho nên bây giờ ông ta cần phải bóp chết tai họa ngầm này ngay từ sớm. Vừa dứt lời, tay từ phượng vung bàn tay lên, một loạt tiếng len keng vang lên, tiếp theo đó là một thanh trường kiếm thanh phong bay ra từ trong gian nhà gỗ cách đó không xa, rơi vào tay ông ta. Lấy vật thể cách một khoảng không là phương pháp của tông sư cảnh giới chân khí, nhưng mà chiêu thức gọi kiếm vừa rồi của từ phượng lại gần với khống chế vật thể cách một khoảng không đã là phương pháp của cảnh giới thần hải. Tuy hai thứ chỉ khác nhau một chữ nhưng ý nghĩa mà chúng thể hiện lại hoàn toàn khác nhau. Audio điện tử võ tấn bền Hết chương 575